Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 52. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại nói, là thật. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lê Nặc vui vẻ, nhưng ngay sau đó bà lại nghe được Dương Bách Xuyên nói ra hai chữ. Nhưng, mặc kệ người có tin hay không, đá căn nguyên đã bị ta hấp thu. Dương Bách Xuyên sâu xa nói. Trong lòng Lê Nặc thất vọng, bà nhìn ra được Dương Bách Xuyên không nói dối, xem ra đá căn nguyên thật sự không còn, ánh mắt của hắn chắc sẽ không gạt người. Linh thạch bình thường đối với cấp bậc nguyên anh như nàng đã không còn trợ giúp nhiều, thế nhưng đá căn nguyên thì khác, dù sao cũng là linh thạch chi tinh, hấp thu luyện hóa chắc chắn sẽ có trợ giúp nhiều. Cho nên khi Lê Nặc biết sự thật Dương Bách Xuyên bị thành chủ thành Chiêu Giao đuổi giết thì động tâm, cũng muốn đạt được đá căn nguyên, nhưng hiện tại xem ra không cần nghĩ đến nó nữa rồi. Hít sâu một hơi, Lê Nặc nhìn sắc mặt Dương Bách Xuyên mất tự nhiên nói, ta tin, không có thì thôi. Đá căn nguyên vốn là chí bảo, ai lấy được đều là cơ duyên của người đó. Ngươi cũng không cần căng thẳng, ta nghe nói ngươi có đá căn nguyên nên tìm ngươi chỉ là một phần, cũng chưa đến mức cướp đoạt với ngươi, cho dù ta muốn cũng muốn trao đổi với ngươi. Nhưng hiện tại nếu đã không còn, việc này cứ dừng lại ở đây thôi, lời hứa của ta vẫn có hiệu lực như trước, hôm nay ngươi chính là hữu thành chủ của thành tán tu, ngày mai sau khi ta đi tới núi La Phù. Thành tán tu sẽ nhờ ngươi và tả thành chủ phối hợp canh chừng. Thật ra tình hình bình thường cũng sẽ không xảy ra chuyện, hơn nữa thành tán tu ta có 3 vạn dân trong trung tâm thành, không ai dám thật sự làm càn ở thành tán tu, ngươi cứ lui ra đi, chức vị thành chủ ta sẽ dặn dò Lý Gia Diệu, ngày mai ngươi đi hỏi thăm chuyện của ngươi trước đi. Đa tạ Lê thành chủ, Dương Bách Xuyên cũng không nhiều lời, cáo từ rời đi. Dù sao chức vị thành chủ này của hắn là Lê Nặc chính miệng đồng ý, càng là bỏ tiền mua, về phần có quyền lợi ở thành tán tu hay không, đối với hắn cũng không sao cả, chỉ cần có thể thu thập tin tức tìm người là được. Sau khi trở lại đình viện, Dương Bách Xuyên phát hiện đám người tiểu hòa thượng vẫn chưa xuất quan, trái phải không có việc gì, hắn cũng tiến vào trạng thái tu luyện, lần này nhìn thấy cao thủ Nguyên Anh quyết đấu, trong lòng hắn rất xúc động. Tu vi cảnh giới cao khiêu chiến quá có cảm giác, đã tiến vào kim đan trung kỳ, hiện tại cần nhất là linh khí trời đất, chỉ cần linh khí đủ là có thể bước vào kim đan trung kỳ thật sự. Mà linh khí Dương Bách Xuyên hiện tại có mấy chục vạn linh thạch trong tay, là thứ không thiếu nhất, cho nên hắn định tăng tu vi thực lực lên đến kim đan trung kỳ trước rồi nói sau. Sau khi tiến vào mật thất, ngồi lên hướng ngũ hành. Trong lòng vừa động lấy ra 2 viên linh thạch, lòng bàn tay trái phải mỗi bên 1 viên. Vận chuyển công pháp tiến vào tu luyện. Tu chân khác với luyện võ, cảnh giới mãi mãi là đệ nhất, điểm này càng đến hậu kỳ càng rõ ràng, nói trắng ra thực sự chính là cảm ngộ có hạn. Chỉ có cảm ngộ cảnh giới đủ rồi, sau đó tu vi thực lực chỉ cần linh khí đủ tự nhiên thì có thể theo kịp như nước chảy thành sông. Cho nên hiện tại Dương Bách Xuyên chỉ cần làm một chuyện vùi đầu hấp thu luyện hóa linh thạch thì tự nhiên có thể đạt tới kim đan trung kỳ. Nhưng lần này hấp thu vượt qua dự liệu của hắn, càng cảm nhận được nhược điểm tu luyện thuộc tính ngũ hành của mình. Đó chính là nhu cầu linh khí cần thiết quả thực lớn đến mức hắn không thể tưởng tượng thậm chí tiếp nhận. Lúc hắn luyện hóa linh thạch, tốc độ luyện hóa trái lại rất nhanh, lòng bàn tay trái phải mỗi bên 1 viên linh thạch, trong 3 hơi thở linh thạch đã hóa thành bột phấn, nhưng Dương Bách Xuyên phát hiện sau khi hấp thu luyện hóa chân khí tiến vào kim đan quả thực rất nhỏ, thật giống như chỉ vừa nhét kẽ răng vậy. Hít sâu một hơi, Dương Bách Xuyên tiếp tục luyện hóa linh thạch. Ban đầu là 1 viên, 2 viên, lúc sau là 100, 200. Sau khi luyện hóa tiến vào kim đan, trong chân khí một cái mụn nước cũng không nhô ra. Con bà nó, ta không tin, cho dù ngươi là động không đáy, 500-600 ngàn linh thạch trong tay ông đây cũng có thể làm nổ tung ngươi đấy. Lẩm bẩm một tiếng Dương Bách Xuyên cắn răng chửi tục, tiếp tục hấp thu. Kim đan của hắn giống như một cái động không đáy vậy. 1 ngàn linh thạch, 2 ngàn, 1 vạn, 2 vạn. Dương Bách Xuyên hoàn toàn quên mất thời gian mà bắt đầu không ngừng luyện hóa linh thạch như điên. Thời gian cũng không biết đã qua bao lâu, là 1 ngày hay là 2 ngày hoặc là nhiều thời gian hơn, dù sao Dương Bách Xuyên không biết, cũng không đi tính toán thời gian, chính hắn cũng không biết mình đã luyện hóa bao nhiêu linh thạch. Nói chung linh thức luyện hóa trước người hắn tạo thành một đống bột phấn cao hơn 1 thước như một đống cho tàn rất đồ sộ. Một khắc nào đó, cả người Dương Bách Xuyên chấn động, trong cơ thể phát sinh một tiếng nổ vang.
Lúc này hắn mở hai mắt ra, hai luồng tinh quang bắn ra, sâu trong ánh mắt rực rỡ như sao sáng chói. Vào giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng lấp đầy cái kim đan như cái động không đáy này, tu vi từ kim đan sơ kỳ đột phá đến kim đan trung kỳ. Mẹ nó, thật không dễ dàng. Dương Mỗ lẩm bẩm một tiếng, lập tức nhìn thấy bột phấn linh thạch cao hơn một thước trước người mình, chính hắn cũng bị dọa đến giật mình, một đống bột phấn linh thạch lớn như vậy cũng không biết đã luyện hóa bao nhiêu linh thạch mới có thể có. Sau đó linh thức vừa nhìn số lượng linh thạch trong giới chỉ cất giữ, người hắn như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm. Số linh khí linh thạch cần dùng một lần từ kim đan sơ kỳ đến kim đan trung kỳ, tuyệt đối không ngờ lại dùng trọn 30 vạn linh thạch, mặc dù là linh thạch hạ phẩm, nhưng cũng là một con số cực lớn. Bây giờ hắn cũng không biết mình nên khóc hay nên cười. Kim đan biến thái xem như đã có một nhận thức rõ ràng, càng đến hậu kỳ càng khó có thể thỏa mãn. Lần này là từ sơ kỳ đến hậu kỳ đã dùng hết 30 vạn linh thạch hạ phẩm, không hề nghi ngờ từ trung kỳ đến hậu kỳ cần linh khí sẽ càng quá đáng, phải cần bao nhiêu đây? Có phải là 40 vạn không? Hay là 60 vạn? Nghĩ tới đây, ra đầu Dương Bách Xuyên tê dại, linh khí cần để hắn tăng tu vi quả thực sót muốn chết. Chọn 30 vạn ư? Là một ngọn núi nhỏ linh thạch, đã bị hắn hấp thu luyện hóa. Đây đúng là một cái động không đáy. Quá đáng như thế, làm cho Dương Bách Xuyên ngồi cả buổi vẫn chưa hoàn hồn lại, trong lòng thổn thức không thôi. Thiên phú linh căn thuộc tính ngũ hành thật sự có nhược điểm rất lớn, hơn nữa tuy là tu vi tăng lên càng ngày càng rõ ràng. Nhưng ngoài khuyết điểm, đương nhiên cũng sẽ không thiếu chỗ tốt. Mặc dù linh khí tăng lên một tiểu cảnh giới đạt tới trình độ quá mức, nhưng ưu thế cũng rất rõ ràng. Chân khí ẩn chứa trong kim đan cũng mạnh đến tình trạng khủng bố, so với lúc trước còn tăng lên gấp 5 lần. Lúc ở kim đan sơ kỳ, hắn phát hiện chân khí của mình có thể so với chân khí kim đan trung kỳ tầm thường. Mà hiện tại so với trước kia tăng lên gấp 5 lần, không thể nghi ngờ hẳn là có thể đạt kim đan hậu kỳ thậm chí là so với đại viên mãn. Số lượng chân khí khổng lồ như vậy, cuối cùng hắn không hề cố kỵ thi triển thần thông thủ cốt bên tay phải và chỉ xích thiên nhai công. Hai loại thần thông thủ cốt và chỉ xích thiên nhai công này trước đó đều vô cùng hao tổn chân khí, sử dụng cũng chỉ lặp đi lặp lại được 2-3 lần, mà bây giờ cho dù thi triển đến 5 lần cũng đủ dư thừa. Cho nên bên cạnh nhược điểm cực lớn cũng là ưu thế cực lớn. M Dương nối tiếp nhau, mỗi người đều có ưu khuyết điểm có lẽ chính là đạo lý này. Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng không buồn bực nữa. Tính toán thời gian, lần tu luyện này thế mà đã trôi qua 10 ngày, quả nhiên là tu luyện quên 5 tháng, trong lòng cũng càng hiểu được câu cửa miệng mà những người đó nói không động đậy mấy chục mấy trăm năm. Trước đây nghe không đúng sự thật, nhưng bây giờ hắn có thể chấp nhận rồi. Lần này hắn cũng chỉ luyện hóa tu luyện linh thạch, cảm giác thời gian cũng như ăn một bữa cơm mà ngủ gật, đúng là qua 10 ngày. Nếu như nghiêm túc tu luyện, bất thình lình có thể qua mấy tháng thậm chí là mấy năm. Sau đó Dương Bách Xuyên ra khỏi mật thất tu luyện, chuẩn bị đi xem ba người tiểu hòa thượng bọn họ xuất quan chưa. Vừa ra khỏi mật thất đã phát hiện tiểu hòa thượng ở trong đại sảnh, nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi ra, vội vàng nghênh đón nói, lão đại, ngài xuất quan rồi đấy à, ta sắp buồn bực chết mất rồi, nhanh dẫn ta ra ngoài dạo một chút đi. Dương Bách Xuyên cười cười nhìn tiểu hòa thượng rồi nói, chuẩn kim đan đỉnh phong viên mãn, không sai nha. Người phải chuẩn bị sẵn sàng độ kim đan thiên kiếp. Ta biết, ta có dự cảm kim đan thiên kiếp của ta có lẽ chỉ trong vòng mấy ngày tướng lĩnh, cảm thấy rất phiền não, chỉ muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, nhưng không có ngươi, ta làm sao mở được cửa lớn để ra ngoài chứ, ta đã xuất quan 7 ngày rồi, ước chừng đã chờ ngươi 7 ngày. Trong lời nói của tiểu hòa thượng đầy oán trách. Được rồi, ta dẫn ngươi đi ra ngoài một chút là được chứ gì, à đúng rồi. Gia Cát huynh đệ vẫn chưa xuất quan sao? Dương Bách Xuyên không thấy Gia Cát huynh đệ nên lên tiếng hỏi. Gia Cát Khổng xuất quan sớm hơn ta 2 ngày, mặc dù hắn cũng sẽ dẫn tới thiên kiếp, nhưng 3 ngày trước hắn có đi bế quan, nói là muốn củng cố cảnh giới để cảm ngộ thật tốt, nghênh đón kim đan thiên kiếp. Còn về Gia Cát Minh vẫn chưa xuất quan, chắc là còn đang luyện hóa linh thạch cực phẩm. Tiểu Hòa Thượng nói. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, được. Vậy chúng ta đi ra ngoài xem thôi, đúng lúc ta cũng muốn đến phủ thành chủ.
hai người trong lúc nói chuyện đã đi ra tu luyện đình viện, đi thẳng đến phủ thành chủ. Trên đường Dương Bách Xuyên nói cho Tiểu Hòa Thượng chuyện mình và Từ Thất ký hợp đồng sinh tử mãi cho đến sau này. Hơn nữa còn bàn bạc với Tiểu Hòa Thượng tạm thời ở lại ở thành tán tu, hỏi thăm những bằng hữu ở trái đất kia, trước tiên chưa đi Châu Trung Sơn, hắn hỏi ý kiến của Tiểu Hòa Thượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi Tiểu Hòa Thượng nghe Dương Bách Xuyên nói lại xong, miệng lập tức biến thành hình dạng chữ O, hồi lâu mới nhìn Dương Bách Xuyên như quái vật. Hồi lâu sau, Tiểu Hòa Thượng mới thở dài một hơi, nén giận nói, A-di-đà Phật, lão đại, người trời cũng quá kích thích đi. Bọn ta mới bế quan tu luyện một chút, người đã thắng được 100 vạn linh thạch, còn có một bộ đình viện, một chức vị phó thành chủ, nếu là ở trái đất, người chính là điển hình một đêm giàu có, nhà giàu mới nổi nha. Khụ khụ, cá cược cũng chỉ có hơn 50 vạn linh thạch. Chức vị phó thành chủ cũng chỉ là một chức vụ hư danh mà Lê Nặc cho dùng để trả nợ, ngược lại đình viện thực dụng, từ nay về sau, chúng ta cũng tính là có điểm dừng chân ở Sơn Hải giới. Nhân tiện, đề nghị vừa rồi của ta, anh nghĩ sao? Tạm thời ở lại thành tán tu trước, chờ chúng ta tìm được những người khác lúc đầu ở bí địa núi Trường Bạch rồi nói sau. Bây giờ ta nghĩ lại, có lẽ mấy đại tông môn của giới võ cổ đều bị không gian phong bạo đưa đến Sơn Hải giới cũng không chừng. Dương Bách Xuyên liếc mắt nhìn Tiểu Hòa Thượng mà nói. Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ như vậy, hơn nữa, lão đại, người có từng nghĩ tới, bảo tàng Gia Cát gia kia sao lại tốt như vậy? Cho dù bọn họ nói chỉ cần huyết mạch gia tộc Gia Cát là có thể mở ra bảo tàng Ngọa Long gì đó, nhưng ai mà biết mở ra được không? Hơn nữa, cho dù mở ra được cũng không biết tình huống bên trong như thế nào, nếu thật sự dễ dàng như vậy. Trong mấy trăm ngàn sông dài khó mà từng gia tộc khác không đến thử qua. Cho nên ta muốn nói, chúng ta muốn giúp Gia Cát huynh đệ thì chắc chắn phải trợ giúp, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải tăng tu vi lên, có thực lực mới có thể giúp. Về phần tạm thời chúng ta ở lại trước, chờ sau khi tu vi tăng lên, cũng chờ chúng ta tìm người thân bằng hữu ở trái đất rồi nói sau, đây mới là trọng điểm trước mắt. Lão đại, người nghĩ đi. Chúng ta đi tới Sơn Hải giới cũng gian nan như thế, những người khác đều không quen thuộc với Sơn Hải giới, bọn họ chẳng phải càng gian nan hơn sao. Việc cấp bách trước mắt vẫn là tìm người quan trọng hơn, đường để sau này trở về, ta tin không chỉ có một con đường mà Sơn Hải kết nối với trái đất, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được, người nói đúng không? Tiểu Hòa Thượng xoay ngón tay phân tích cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn Tiểu Hòa Thượng nói, Tiểu Phàm, được đấy, nhìn không ra. Đầu ngươi còn rất dễ sử dụng, phân tích đều đúng. Không sai, ngay từ đầu ta cũng nghĩ đơn giản, nhưng hôm qua Lê Nặc nói với ta những chuyện kia, bây giờ ngươi lại cùng suy nghĩ với ta, chờ Gia Cát huynh đệ xuất quan, chúng ta tìm huynh đệ bọn họ bàn bạc, tạm thời ở lại thành tán tu, cố gắng tăng tu vi lên mới là vương đạo. Xem ra nhìn lại tu chân giả kim đan ở Sơn Hải giới, cùng lắm chỉ là hơi mạnh mà thôi, tóm lại nơi này là thiên hạ của cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Cho nên chúng ta nhất định phải cố gắng, ít nhất cũng phải có tu vi kim đan hậu kỳ mới có thể tự bảo vệ mình. Xa không nói, chỉ nói ngày hôm đó thành tán tu đại chiến một trận, ai có thể ngờ một thành tán tu có hơn 10 cao thủ cảnh giới Nguyên Anh xuất hiện, càng có gì mà 3 vạn kim đan thành danh thực khủng bố. Chỉ có mấy người tu vi nhỏ bé như chúng ta bây giờ mới không đủ nhìn. Lại nhảy với Tiểu Hòa Thượng cả đoạn đường, nói chuyện bất chi bất giác đã đến phủ thành chủ. Dựa theo lời dặn dò hôm đó của Lê Nặc, nếu Dương Bách Xuyên bằng lòng làm hữu thành chủ thành tán tu thì hắn hãy tới tìm tả thành chủ Lý Gia Diệu, Lý Gia Diệu sẽ sắp xếp mọi thứ, bà nói lời giữ lời. Dương Bách Xuyên cũng biết tam đại thành chủ của thành tán tu, nòng cốt chân chính là Lê Nặc, trái phải hai chức vị thành chủ. Thực ra chỉ có một tả thành chủ Lý Gia Diệu mới là tâm phúc thật sự của Lê Nặc. Về phần hữu thành chủ, theo quan sát thì hoàn toàn chỉ là chức vị quản lý tục vật. Nghe nói tất cả tài vụ gì gì đó của thành tán tu đều do hữu thành chủ quản lý, thật sự không có thực quyền chân chính. Từ ngày đó, Dương Bách Xuyên mới hiểu được, Lý Gia Diệu mới là người đệ nhất thành tán tu dưới trướng Lê Nặc, bởi vì hắn trưởng quản thành vệ. Sở dĩ giao tài vụ cho Cao Thịnh Thiên, có lẽ là Lê Nặc cố ý làm vậy để dụ dỗ huynh đệ nhà họ Cao. Hiện giờ hắn trở thành hữu thành chủ, điểm này phỏng chừng thật đúng là hư đầu. Mặc kệ như thế nào, trước tiên phải ở lại thành tán tu, coi như chỉ là một chức vụ hư danh, Dương Bách Xuyên cũng muốn,
bởi vì hắn muốn thu thập các tin tức trên mọi phương diện, cũng có lợi cho việc tìm hiểu tin tức tìm người. Ở chức vị phó thành chủ hư danh không tốt như vậy, chút quyền lợi này chắc là vẫn có. Vì vậy, điều đầu tiên sau khi xuất quan ngày hôm nay chính là đến bái phỏng Tả thành chủ Lý Gia Diệu. Đại thành chủ Lê Nặc Thành tán tu không còn ở đây, Tả thành chủ Lý Gia Diệu chính là người đệ nhất. Lý Gia Diệu là người có ảnh hưởng không tệ đến Dương Bách Xuyên, cũng là một hạng người có thế lực cao thâm. Trong trận đại chiến ngày đó, sau khi Lý Gia Diệu bị Cao Thuấn đánh bay thì không còn xuất hiện nữa, bây giờ ngẫm lại, sau khi Lý Gia Diệu bị Cao Thuấn đánh bay, Lê Nặc lập tức xuất hiện, còn Lý Gia Diệu thì chưa từng gặp. Trong lời đồn, Lý Gia Diệu trăm năm trước chính là Kim Đan Đại Viên Mãn, Dương Bách Xuyên cũng không tin thời gian trăm năm hắn không đột phá tu vi mà bước vào cảnh giới Nguyên Anh. Nếu Cao Thịnh Thiên có thể phong ấn tu vi che giấu thực lực Nguyên Anh, ở thành tán tu, lão già mù, đám người thợ rèn lại càng là một đám ẩn giấu tu vi, tất cả đều là tu vi cảnh giới Nguyên Anh, chẳng lẽ tâm phúc chân chính của Lý Gia Diệu là Lê Nặc thì không thể. Về mặt đạo lý thì nói không xuông lắm. Hơn nữa Lê Nặc mang cao thủ Nguyên Anh của thành tán tu đi núi La Phù, bà thật sự yên tâm giao thành tán tu lại cho một Tả thành chủ có tu vi kim đan như Lý Gia Diệu sao? Hay là nói theo ý của Lê Nặc, vẫn còn một phó thành chủ khác. Một người ở thành tán tu bởi vì trượng nghĩa tán tài mà có chút uy vọng. Đánh chết Dương Bách Xuyên cũng không tin. Hiện tại ngẫm lại càng ngày càng có khả năng, tu vi thật sự của Lý Gia Diệu chắc chắn là vượt qua tồn tại của Kim Đan. Cũng may hắn và vị Tả thành chủ này không phát sinh xung đột gì, hơn nữa cảm giác Lý Gia Diệu là loại người không tệ, là người trọng tình trọng nghĩa, hẳn là không khó ở chung. Tóm lại là tốt hay xấu, hôm nay bái kiến là có thể biết được. Ở thành tán tu có ba đại thành chủ, đương nhiên có ba phủ đại thành chủ, phủ Tả Hữu phó thành chủ tọa trấn Nam Bắc, trung ương chính là phủ của đại thành chủ Lê Nặc. Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng hỏi thăm, Lý Gia Diệu không có ở phủ thành chủ phía nam của hắn, mà là trấn giữ phủ đệ đại thành chủ của Lê Nặc. Hai người liền đi thẳng một mạch tới đây. Một tòa phủ thành chủ khí thế hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt, cửa ba động mở rộng, cao ước chừng hơn 10 trượng, có vẻ rất khí phái. Cửa lớn có một bậc thang dài 9 mét, hai bên trái phải đều có binh giáp canh gác. Nhìn vào ngọn núi, bầu không khí nghiêm ngặt đến mức vô hình chung làm cho lòng người sinh lòng kính sợ. Cấm địa phủ thành chủ, người phương nào đến thăm? Một tướng lĩnh mặc áo giáp xuất hiện lớn tiếng hỏi. Dương Bách Xuyên nhìn lại tướng lĩnh này thế mà đều là Kim Đan Đại Viên Mãn, trong lòng cũng kinh ngạc, thủ phủ của Lê Nặc quả nhiên không tầm thường. Vị tướng quân này, tại hạ Dương Bách Xuyên, đặc biệt đến bái phỏng thành chủ Lý Gia Diệu, mong ngài thông báo. Thì ra là Dương thành chủ, mời đi theo mà tướng vào thẳng bên trong giọng điệu của vị tướng lĩnh này cũng mềm đi vài phần. Người biết ta, Dương Bách Xuyên kinh ngạc nói. Ha ha! Người thắng trăm vạn linh thạch ở thành tán tu, trượng nghĩa tán tài, lại được đại thành chủ hứa hẹn cho chức vị phó thành chủ, mặc dù lúc đầu mặt tướng không thể tận mắt nhìn thấy phong thái đại nhân, nhưng cũng đã nghe qua, hiện tại toàn bộ thành tán tu đều biết đại danh của đại nhân. Còn có Lý thành chủ đã dặn dò, nếu Dương thành chủ đến đây thì không cần thông báo mà trực tiếp đi vào là được. Dương thành chủ, mời tên tướng lĩnh này nghiêng người ý bảo Dương Bách Xuyên cùng hắn đi vào. Dương Bách Xuyên ít nhiều có chút đỏ mặt, nghe cảm giác chức vị thành chủ như hắn là bỏ tiền ra mua, mà cũng đúng vậy, nhưng hiện tại vẫn chưa chính thức nhậm chức. Tiểu Hòa Thượng cười ha ha nói, lão đại, ngươi làm cho ta nhớ tới một câu. Câu gì vậy? Thiên hạ người nào không biết quân chứ xem như ngươi bây giờ là người mà cả thành ai cũng biết, nhưng cũng là đại danh nhân, quay về ký tên cho ta đi. Cút đi. Hai người nhỏ giọng mắng chửi cười đùa, đi theo phía sau tướng lĩnh đi vào phủ thành chủ. Nơi này là một tòa phủ thành chủ, sau khi đi vào làm cho Dương Bách Xuyên có cảm giác như bước vào công viên, khung cảnh đệ nhất, kiến trúc trái lại không nhiều lắm. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng là phủ đệ của tu chân giả, lấy hoàn cảnh tu luyện làm chủ, sẽ không nghiêm nghị như giới thế tục. Đi theo tướng lĩnh, Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng đến trong một tòa đại điện. Cách hơn 10 thước liền nhìn thấy trong đại điện có mấy người đang nói cái gì đó, xem ra giống như là uống trà luận đạo. Còn Lý Gia Diệu thì ngồi ở ghế chính, lúc này mặt đầy hồng quang đang nói chuyện cười cười với mấy người. Thời điểm tiếp cận,
Trong tai Dương Bách Xuyên đột nhiên nghe được có người nói ra một câu, lập tức khiến cả người hắn chấn động. Chỉ nghe một người nói, lần này cao thủ của năm châu lục của toàn bộ lãnh thổ Đại Sơn đều xuất động, nghe nói ngay cả những lão quái vật không xuất thế kia cũng đều chạy tới núi La Phù, có thể tìm linh thú bảo vật đó, trong lịch sử toàn bộ Sơn Hải giới cũng không có xuất hiện qua vài lần. Nghe đồn ngàn năm trước đã xuất hiện một con tầm bảo thử, lần đó dẫn phát tranh đoạt đại chiến, hơn 10 tông môn đều biến mất trong đại chiến, đó chỉ là tầm bảo thử, lần này xuất hiện con linh thú này, nghe nói đẳng cấp còn cao hơn con tầm bảo thử kia. Mấy ngày nữa ta cũng muốn đến núi La Phù xem náo nhiệt, nhìn xem phong thái tìm bảo linh thú bậc này, vừa xuất thế đã khiến cho toàn bộ địa hạt Đại Sơn rung chuyển, thật không đơn giản. Không biết vì sao, sau khi Dương Bách Xuyên nghe được người này nói chuyện, trong lòng liền nhảy dựng một cách khó hiểu, trong đầu hiện lên bóng dáng con trồn hương hương, hình như là tin tức của Điêu Nhi. Lúc này hắn nhịn không được, vèo một cái vọt vào trong đại điện, nhìn người kia nói thẳng, vị đạo hữu này, ngài vừa rồi nói linh thú tầm bảo không biết là linh thú bản thể gì. Trong lòng Dương Bách Xuyên lo lắng cho con trồn nên cứ vọt vào đại điện hỏi, đây là thất lễ, nhưng hắn đâu quản nhiều như vậy. Nếu như dựa theo lời người này nói, rất có thể là con trồn, vừa nghĩ đến toàn bộ cao thủ năm châu của địa hạt Đại Sơn đều đi truy đuổi con trồn, Dương Bách Xuyên liền lo lắng. Đương nhiên hiện tại vẫn chưa xác định, rốt cuộc có phải con trồn hay không, phải hỏi rồi mới biết được. Trong đại điện có 6 người bao gồm cả thành chủ Lý Gia Diệu, bị Dương Bách Xuyên tùy tiện vọt vào cắt ngang cuộc nói chuyện, mọi người đều khó chịu. Nhất là lão giả bị Dương Bách Xuyên hỏi, hắn là một tu chân giả kim đan đại viên mãn, ở trong đại điện tu vi xem như không tệ, có chút kiêu ngạo, lập tức không vui nói, ngươi là ai? Lỗ mãng xông vào còn ra thể thống gì nữa? Mà lúc này Lý Gia Diệu và mấy người khác lại nhận ra là Dương Bách Xuyên, vội vàng nói, Tần lão quái, vị này chính là Dương Bách Xuyên, cũng là hữu thành chủ do đại thành chủ định ra. Sau khi nói xong, Lý Gia Diệu nhìn Dương Bách Xuyên cười nói, Dương đạo hữu, ngươi tới rồi, Lý mỗ chờ ngươi 10 ngày rồi cũng không thấy ngươi xuất hiện. Trải qua một trận quấy rầy như vậy, Dương Bách Xuyên cũng lấy lại tinh thần, hiểu được mình quá lỗ mãng, vội vàng ôm quyền nói với Lý Gia Diệu và mấy người, chư vị, thật sự xin lỗi. Dương mỗ từ nhỏ đã có khao khát với tầm bảo linh thú, vừa mới nghe được nên không khỏi thất lễ, xin lỗi, quấy rầy mấy vị rồi. Sau đó lại giải thích với Lý Gia Diệu, Lý thành chủ đừng trách. Ngày đó sau khi trở về có cảm ngộ bế quan mấy ngày, hôm nay vừa xuất quan ta đã nhanh chóng đến bái phỏng Lý thành chủ. Dương Bách Xuyên sinh ra ở trái đất, năng lực giao tiếp có kém đi nữa cũng đủ ứng phó với những thổ tộc Sơn Hải giới này rồi. Sau một phen giải thích, xem như làm lấy lệ, hắn đè nén tâm tình trong lòng ứng muốn xác minh rốt cuộc có phải con trồn hay không. Trước tiên cùng mấy người giao lưu làm quen, đợi lát nữa đương nhiên thân thiết sẽ gia nhập vào đề tài bọn họ tán gẫu. Quả nhiên Lý Gia Diệu sảng khoái cười nói, thì ra là vậy, hôm nay có thể tới cũng đúng lúc giới thiệu cho ngươi một chút. Mấy vị này đều là lão nhân có uy vọng ở thành tán tu, hữu thành chủ ngươi nhậm chức không thể thiếu việc tiếp xúc làm quen với bọn họ trước cũng tốt. Sau đó Lý Gia Diệu giới thiệu cho Dương Bách Xuyên mấy người quen biết, mà vị tần lão trước đó quát Dương Bách Xuyên nghe được là Dương Bách Xuyên, sau khi nhìn thấy thái độ của Lý Gia Diệu đối với Dương Bách Xuyên không tệ, cũng không nói thêm gì. Đại danh của Dương Mỗ hiện giờ vang vọng toàn bộ thành tán tu, cộng thêm lời đồn hắn được đại thành chủ Lê Nặc tiếp kiến một mình. Thậm chí còn có tin đồn thiên kim của hội trưởng thương hội Thiên Diệp Vô Đạo có quan hệ mờ ám với Dương Bách Xuyên. Hơn nữa ngày đó Lê Nặc chính miệng hứa hẹn cho Dương Bách Xuyên làm phó thành chủ thành tán tu, tính ra hắn hiện giờ chính là người có tiền có thế có địa vị, mấy người trong sảnh mặc dù tu vi đều cao hơn Dương Bách Xuyên, nhưng một chút cũng không dám chậm trễ. Mà Dương Bách Xuyên cũng biết cách đối nhân xử thế, vung tay lên lấy mấy đĩa hồng hương quả ra chia sẻ với bọn họ, lần này quan hệ tăng lên không ít. Dần dần thân thiết. Đề tài lại trở lại vấn đề tìm kiếm bảo thử, lần này Dương Bách Xuyên không gấp gáp mà yên lặng nghe, khi nghe được một người trong đó nói, vậy ta thấy tầm bảo linh thú không phải trồn bình thường, nghĩ đến nhất định là huyết mạch linh thú gì đó. Sau khi nghe được những lời này, cả người Dương Bách Xuyên chấn động, hai tay cũng siết chặt, bất giác lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhưng hắn không xen vào mà tiếp tục lắng nghe. Lại một người nói, đó là con trồn bình thường có thể tìm được tam hoa thảo tử kim vạn năm sao. Đúng vậy, đáng tiếc,
nghe nói một gốc tam hoa thảo tử kim vạn năm kia đã bị xúc sinh đó nuốt chửng. Nếu như cho lão phu luyện đan, chắc chắn có thể luyện chế ra đan dược đột phá cảnh giới nguyên anh. Vị tần lão trước đó quát Dương Bách Xuyên thở dài nói, hắn là một vị luyện đan sư. Nhưng còn kém Dương Bách Xuyên rất xa, nếu linh dược vạn năm ở trong tay hắn, có thể luyện chế ra đan dược cao cấp nhất. Tin tức của các ngươi đều quá che đậy, ta nghe nói, con trồn kia ở núi La Phù đã liên tiếp tìm được ba gốc linh dược vạn năm để nuốt vào rồi, rất nhiều cao thủ hiện tại đều giống như phát điên truy bắt con trồn tầm bảo. Nhưng nghe nói con trồn tầm bảo kia không phải đèn tiết kiệm nhiên liệu, rất lanh lợi, giống như có thiên phú dự đoán nguy hiểm, luôn có thể tránh được sự truy bắt của cao thủ, hiện tại đã chạy vào sâu bên trong núi La Phù và mất tung tích, nhưng nghĩ đến có dị thú thiên địa như thế, những cao thủ kia chắc chắn sẽ không từ bỏ. Một người khác nói xong, Dương Bách Xuyên hiện giờ chắc chắn 80% con trồn tầm bảo trong miệng bọn họ nói chính là linh thú con trồn hương hương của mình. Vừa nghĩ đến con trồn bị cao thủ cảnh giới Nguyên Anh truy bắt, Dương Bách Xuyên không thể ngồi yên tại chỗ. Lòng nóng như lửa đốt, hắn quyết định ngay bây giờ sẽ đi núi La Phù tìm con trồn, ở bí địa trường Bạch hắn đã bỏ lỡ một lần làm cho con trồn bị thương, lần này nhất định không thể để con trồn xảy ra chuyện. Lúc này mấy người bàn bạc muốn đi núi La Phù xem thử, dựa theo lời bọn họ nói, lúc này núi La Phù đã mở rộng toàn bộ môn hộ. Đối với kim đan kỳ và trúc cơ kỳ đều có thể mở ra, núi La Phù thần bí đối với mỗi người đều có cơ duyên tồn tại. Một người trong đó đề nghị, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta đi thôi, nghe nói Thương hội Thiên Diệp có pháp khí phi hành thuyền muốn phi hành đi núi La Phù trước. Cũng tốt, trăm năm mới có được một lần, năm đó ta còn là trúc cơ hậu kỳ đã đi qua một lần, là trăm năm không dễ dàng mới đi tiếp được. Hai vị thành chủ các ngươi có muốn cùng đi núi La Phù tìm cơ duyên không? Vị tần lão hỏi. Lý Gia Diệu nhếch miệng cười nói, mấy vị đi trước một bước đi. Lý Mỗ sắp xếp cho tốt mọi việc trong thành, tháng sau mới đi núi La Phù, dù sao thời gian mở ra có tận 9 tháng, có rất nhiều thời gian. Dương Bách Xuyên thật sự muốn tìm một người dẫn đường đi tới đó, lần này xem như trịnh trọng dọa sợ, bình tĩnh nói, Lý Thành Chủ, ta trái lại muốn đi núi La Phù mở mang kiến thức, chuyện trong thành dù sao ta cũng không hiểu, đành làm phiền ngài rồi. Lý Gia Diệu không cho rằng lời nói của Dương Bách Xuyên không đúng. Cũng thật sự biết danh hiệu hữu thành chủ của Dương Bách Xuyên chỉ là một danh hiệu, không có bao nhiêu quyền lực, dù sao ba vạn lão nhân thành danh của lực lượng thành vệ thành tán tu mới là căn bản. Hắn cười nói, không sao, trải qua một trận lần trước, thành tán tu đã thái bình, hơn nữa hiện tại núi La Phù đã mở ra, rất nhiều cao thủ đều đi tới núi La Phù, Dương thành chủ muốn đi cứ việc đi là được. Vậy thì đa tạ ngài, thiện cảm của Dương Bách Xuyên đối với Lý Gia Diệu tăng lên rất nhiều. Lý Gia Diệu mở miệng đã gọi hắn là Dương Thành Chủ, đây coi như là chính thức xác nhận thân phận hữu thành chủ thành tán tu của hắn. Mấy người vừa bàn bạc lập tức xuất phát, trước khi đi, Lý Gia Diệu lại kêu Dương Bách Xuyên nói, Dương Thành Chủ xin dừng bước. Những người khác biết ý rời khỏi. Dương Bách Xuyên nhìn Lý Gia Diệu nói, Lý Thành Chủ có chuyện cần phân phó. Chưa nói đến phân phó, nếu ngươi là hữu thành chủ do đại thành chủ định ra. Hôm nay nếu ngươi có thể tới tìm ta thì chứng tỏ ngươi đã là một phần tử của thành tán tu, là cuộc nói chuyện của người một nhà, Lý Mỗ cũng có một số việc nhất định phải nhắc nhở Dương huynh đệ. Lý Gia Diệu nói. Lý Thành Chủ, mời nói. Dương Bách Xuyên ôm quyền, trong lòng mơ hồ cảm giác Lý Gia Diệu có ý tốt. Nếu ngươi muốn thành đi núi La Phù, phải cẩn thận mọi chuyện, lúc ở khai quan trang ngươi thắng được trăm vạn linh thạch tiền đặt cược. Đương nhiên thật sự không có trăm vạn. Thế nhưng danh tiếng này đã truyền ra ngoài, người khác đều biết ngươi có số linh thạch rất lớn, ngươi chính là một con dê béo. Ở thành tán tu có quy tắc nên không ai động đến ngươi, nhưng một khi ra khỏi thành thì không giữ được, ngươi cũng biết thành tán tu xưa nay đều là không hỏi xuất thân, chỉ cần vào thành tán tu thì người tốt người xấu đều tồn tại, đều trốn ở trong thành tán tu. Trong đó cũng không thiếu một số lão quái vật tu vi rất mạnh, tội ác tày trời. Hơn nữa thành Chiêu Giao và M Dương Tông cũng treo thưởng để truy nã ngươi, mấy ngày nay ngươi ở thành tán tu chính là nhân vật phong vân, thậm chí tin tức có thể đã truyền đến các châu khác. Nếu như một khi ngươi rời khỏi thành tán tu, có nghĩ tới hậu quả không? Cho nên Dương huynh đệ có thể vẫn không nên đi ra khỏi thành thì tốt hơn, tuy rằng ta không biết tại sao đại thành chủ lại coi trọng ngươi, nhưng... Nếu ngươi là thành chủ do đại thành chủ định ra,
đó chính là người của mình, những lời này ta vẫn phải nói với ngươi thì tốt hơn. Lý Gia Diệu chân thành nói. Dương Bách Xuyên đương nhiên hiểu những lời Lý Gia Diệu nói, hắn biết rõ hậu quả của việc mình vừa ra khỏi thành, nhưng muốn hắn trơ mắt bỏ mặc con trồn là điều hắn không thể làm. Đa tạ lời quan tâm của Lý Đại Ca, nhưng đời tu sĩ của ta không phải đang đi trên con đường sinh tử, nếu như sợ đầu sợ đuôi, cho dù sống sót, đối với đạo tâm cũng là bất lợi, Lý Đại Ca yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Dương Bách Xuyên bịa ra mấy lời nói dối để giả vờ nói với Lý Gia Diệu, hắn đương nhiên không thể nói con trồn xuất hiện ở núi La Phù Sơn rất có thể là linh thú của mình, hắn nhất định phải đi. Thôi, nếu ngươi đã muốn đi, ta cũng không ngăn cản, đây là truyền tấn phù, có thể liên lạc với đại thành chủ đại nhân, nếu đi núi La Phù thật sự gặp nguy hiểm thì lập tức nghĩ cách liên hệ với đại thành chủ, hy vọng bà có thể giúp ngươi. Nói xong, Lý Gia Diệu cho Dương Bách Xuyên một viên truyền tấn phù của Lê Nặc. Cảm ơn Lý Đại Ca. Dương Bách Xuyên rất cảm động, tuy rằng hắn quen Lý Gia Diệu chưa được bao lâu nhưng người ta có thể lên tiếng nhắc nhở đã là rất tốt bụng rồi. Sau khi chào tạm biệt, Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng rời khỏi phủ thành chủ. Dương Bách Xuyên giao lệnh bài tiến vào trận pháp của đình viện cho Tiểu Hòa Thượng, dặn dò hắn, kêu hắn trở về bế quan với anh em Gia Cát, không có chuyện gì thì đừng ra ngoài, Dương Bách Xuyên muốn tới núi La Phù tìm chồn nhỏ. Tiểu Hòa Thượng cũng biết về chồn con của Dương Bách Xuyên. Tiểu Hòa Thượng biết chuyến đi này của Dương Bách Xuyên sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn không đủ sức, tu vi của bản thân quá yếu, muốn giúp cũng không giúp nổi Dương Bách Xuyên. Lão đại, ngươi nhất định phải sống sót trở về đó, bọn ta đợi ngươi ở thành tán tu. Mắt Tiểu Hòa Thượng đỏ lên. Yên tâm đi, dù gì hiện tại ta cũng có tu vi kim đan trung kỳ, có khả năng tự vệ. Trong lúc người tu luyện đừng quên hỏi thăm thử tung tích của những người khác. Được. Quay về đình viện đi, ta đi đây. Dương Bách Xuyên nói xong thì quay người rời khỏi, hắn đã hẹn với đám người Tần Lão cùng ngồi thuyền phi hành của Thương hội Thiên Diệp đến núi La Phù. Thương hội Thiên Diệp rất nổi tiếng ở thành tán tu, tuy rằng Dương Bách Xuyên chưa từng đến nhưng sau khi hắn tùy tiện tìm người nghe ngóng đã biết rõ. Thiên Diệp lâu khí thế nhất hoa lệ nhất thành tán tu chính là chỗ của Thương hội Thiên Diệp. Cách vài trăm mét là có thể nhìn thấy Thiên Diệp lâu cao 9 tầng, mỗi một tầng kiến trúc là hình dạng chiếc lá nhọn ở ba đầu, tầng tầng mà chia làm 9 tầng, rất chấn động tuyệt diệu. Nếu như là ở trái đất thì Dương Bách Xuyên nghĩ rằng nhất định Thiên Diệp lâu có thể nhận được giải thưởng kiến trúc quốc tế. Trước khi tiến vào Thiên Diệp lâu, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một đám người đã chờ ở đó, mà mấy người lão Tần cũng có mặt. Sau khi lão Tần trông thấy Dương Bách Xuyên thì kêu lên, Dương thành chủ mau lại đây, chỉ chờ mỗi người thôi đấy. Dương Bách Xuyên vội vàng đi qua, mấy người khách sáo một phen, hỏi một chút mới biết thì ra thuyền phi hành của Thương hội Thiên Diệp nằm ngay tầng thứ 9 của Thiên Diệp lâu, muốn ngồi thì phải lên thẳng tầng 9, mấy người bọn họ sợ Dương Bách Xuyên tìm không thấy nên mới chờ ở đây. Dương Bách Xuyên cảm ơn bọn họ một phen rồi đi theo bọn họ vào Thiên Diệp lâu. Cả tòa Thiên Diệp lâu có tổng cộng 9 tầng, chọc thẳng tới trời mây, chiếm diện tích cực kỳ lớn. Sau khi Dương Bách Xuyên đi vào liếc mắt một cái thì thấy ít nhất cũng phải rộng 700-800 mét vuông. Thiên Diệp lâu là một thương hội mà cả Sơn Hải giới đều biết tiếng, đây chỉ là một phân hội ở thành tán tu mà đã khí thế như vậy, rất khó mà tưởng tượng tổng bộ của thương hội Thiên Diệp sẽ khí thế cỡ nào. Vừa mới đi vào cả đường đều là linh dược rực rỡ đủ loại, khiến người ta hoa cả mắt. Nếu không phải hiện tại phải tới núi La Phù thì Dương Bách Xuyên rất muốn dạo chơi. Sau khi nhìn lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa, một đám người đi lên lầu 2, lầu 2 đều là các loại vật liệu luyện khí, từ kỳ thạch kỳ mộc đến xương cốt yêu thú vân vân, cần gì cũng có hết. Lầu 3 là các loại linh khí khôi giáp thành phẩm vân vân, lầu 4 là đan dược, yêu đan các loại. Lầu 5 là các loại yêu thú tỏa kỵ linh thú, đương nhiên bình thường đều là thú con. Thú trưởng thành thì không thể nào thuần hóa được. Lầu 6 là các loại công pháp điển tịch vân vân, còn có điển tịch lộn xộn thì tương đối ít hơn. Lầu 7 là một phòng đấu giá. Lầu 8 là từng căn phòng được trang hoàng sang trọng. Đột nhiên đám người lão Tần nói đây là nơi ở của cao tầng Thiên Diệp lâu, hoặc là nơi tiếp đãi khách quý. Người bình thường không vào được, đám người bọn họ cũng chỉ có thể đi ngang qua cầu thang lầu 8 để đi lên. Lầu 9 tầng cuối cùng chính là chỗ đỗ thuyền phi hành của Thiên Diệp lâu, thương hội Thiên Diệp chỉ cần là vụ làm ăn kiếm được tiền có lợi thì đều làm, tất nhiên thuyền phi hành cũng không ngoại lệ.
Đương nhiên chi phí ngồi thuyền phi hành một lần cũng không rẻ, lần này đến núi La Phù cách thành Tán Tu 9.000 dặm, thuyền phi hành của Thương hội Thiên Diệp được chia làm 3 tầng, tầng dưới cùng chỉ có một chỗ ngồi, tối đa tặng chút linh quả, lộ trình 9.000 dặm một ngày thu 900 viên linh thạch hạ phẩm. Tầng thứ 2 thì tốt hơn một chút, có cung cấp phòng độc lập, đồng thời có người hầu hạ riêng, nhưng giá cả lại đắt gấp 10 lần tầng thứ nhất, một người thu cả 9.000 linh thạch. Về phần tầng thứ 3 thì không dành cho người ngoài. Thứ này trong mắt Dương Bách Xuyên cũng giống như đi máy bay ở thế tục giới. Một đám người sau khi đi vào đại sảnh tầng 9 thì điều đầu tiên là phải mua ngọc phù ngồi thuyền phi hành, tương đương với vé máy bay. Lúc đi lên toàn bộ đại sảnh tầng 9 đã có hơn 300 người đang đợi, tất cả đều là tu chân giả đến núi La Phù, phần lớn có tu vi kim đan kỳ, cũng có vài người Dương Bách Xuyên không cảm giác được hơi thở, hẳn là cao thủ đã giấu đi tu vi. Trên người Dương Bách Xuyên không thiếu linh thạch, hơn nữa hắn thích yên tĩnh nên chuẩn bị đi mua một gian phòng đơn ở tầng thứ 2 thuyền phi hành. Không phải là 9.000 linh thạch sao? Cho dù là 90.000 thì hắn cũng mua được. Đúng lúc này đột nhiên trong đại sảnh xôn xao một trận, chỉ nghe có người nói, tới rồi, là đại sư luyện khí của Thương hội Thiên Diệp Diệp Ninh đại sư. Nghe đồn thì thuyền phi hành của Thương hội Thiên Diệp là do đích thân Diệp Ninh đại sư luyện chế ra đấy. Đúng vậy, Diệp Ninh đại sư còn là cao thủ nguyên anh cảnh, ở Thương hội Thiên Diệp am hiểu nhất là luyện chế pháp khí phi hành, nhất Diệp Phiêu Dương Quá Hải chính là tác phẩm đỉnh cao của Diệp Ninh đại sư. Trong truyền thuyết thuyền phi hành, nhất Diệp Phiêu Dương Quá Hải, này là do đại sư luyện chế ra sau khi nhìn lá cây ngô đồng mà ngộ đạo ở Bồng Lai Tiên Đảo nằm ở trung tâm hải nội địa hạt Đại Hải, vì vậy gọi là nhất Diệp Phiêu Dương Quá Hải. Đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là thuyền phi hành, nhất Diệp Phiêu Dương Quá Hải, này có thể ngày đêm phi hành 5.000 dặm, nói cách khác chúng ta chỉ cần 2 ngày là có thể đi tới núi La Phù cách đây 9.000 dặm. Nếu tự phi hành, cho dù là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh cũng phải mất 9 ngày. Thế mới nói cho dù thuyền phi hành của Thương hội Thiên Diệp có hơi đắt nhưng vẫn có lời, ít nhất có thể đảm bảo an toàn. Phi hành trên trời chỉ cần không đụng phải kim đan hậu kỳ và bầy đàn yêu thú thì sẽ an toàn. Mà dưới đất thì khác, 9.000 dặm không biết phải đụng chúng bao nhiêu yêu thú. Đám người trong đại sảnh bàn tán. Dương Bách Xuyên cũng nghe rõ, thì ra thuyền phi hành của Thương hội Thiên Diệp còn có cái tên, nhất Diệp Phiêu Dương Quá Hải, phóng khoáng như thế. Mà ông lão mập lùn từ cửa đi tới chính là đại sư luyện khí luyện chế thuyền phi hành, nhất Diệp Phiêu Dương Quá Hải, Dương Bách Xuyên không khỏi đưa mắt nhìn sang. Dựa theo lời bàn tán của đám người trong đại sảnh thì ông lão mập lùn tên Diệp Ninh này chính là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Dương Bách Xuyên biết ở tu chân giới bất kể là luyện khí sư hay luyện đan sư đều có địa vị rất tôn quý. Thế nhưng lúc này Diệp Ninh lại một mực cung kính đi theo sau lưng một thiếu nữ đội mũ mạng che mặt, phía sau hai người có 3 nam 3 nữ mặc trang phục gọn gàng, vừa nhìn đã biết là thuộc hạ người hầu, hơi thở của mỗi người đều là tu vi kim đan hậu kỳ. Dương Bách Xuyên nhìn nữ tử dẫn đầu, mặc một thân quần áo đỏ rực đội mũ mạng che mặt, rõ ràng là cao tần của Thương hội Thiên Diệp. Có một khoảnh khắc nào đó không biết có phải là ảo giác của Dương Bách Xuyên hay không, hắn cảm thấy thiếu nữ kia nhìn lướt qua mình. Mà xa đó đã thấy Diệp Ninh đại sư đi tới đài cao ở mép tầng 9, ông ta đưa tay ra, ngay sau đó trong tay lóe lên một tia sáng màu đỏ. Mọi người liền nhìn thấy trong lòng bàn tay của Diệp Ninh xuất hiện một chiếc lá. Dương Bách Xuyên cũng mang theo hiếu kỳ nhìn sang, nhìn kỹ thì kỳ thật chiếc lá trong lòng bàn tay của Diệp Ninh không phải một phiến mỏng mà là tên lá cây đỏ rực còn có 3 lớp lá nhỏ chồng lên nhau, trong lòng hắn nghĩ chắc là thuyền phi hành nhất Diệp Phiêu Dương Quá Hải. Quả nhiên ngay sau đó đã thấy trong tay Diệp Ninh đánh ra một thủ quyết, lập tức vứt chiếc lá trong tay ra không trung bên ngoài tầng lầu. Ngay sau đó chiếc lá nho nhỏ trong tay Diệp Ninh đón giá mà dài ra, hơn nữa bên ngoài cơ thể như bị lửa thiêu đốt. Trong nháy mắt đã nhanh chóng biến lớn. 1 thước, 10 thước, 100 thước. Cho đến khi 300 thước mới ngừng lại. Trên bầu trời xuất hiện quái vật khổng lồ che khuất bầu trời, nhìn từ hình dạng hình thì đúng là tạo hình của lá ngô đồng, chiều cao chừng 30, 3 tầng rất đẹp. Tầng 2 và tầng 3 đều là đình đài, có phù văn lấp ánh chuyển động bên ngoài, thuyền phi hành rất khổng lồ nhưng tạo nhìn độc đáo. Nhìn từ phù văn chuyển động, Dương Bách Xuyên có thể mơ hồ thấy những phù văn này là phù văn trận pháp phòng ngự. Nghe những người trong đại sảnh nói thì chiếc thuyền phi hành nhất Diệp Phiêu Dương Quá Hải này có thể chứa ngàn người,
có điều toàn bộ đại sảnh tối đa cũng chỉ 500 người, dư xài. Dương Bách Xuyên nhìn thuyền phi hành mà trong lòng có chút hâm mộ. Hắn nghĩ có phải chờ mình có thời gian thì cũng nên nghiên cứu con đường luyện khí một chút hay không, đương nhiên trong truyền thừa của sư phụ sẽ không thiếu tri thức luyện khí, chỉ có điều đầu tiên là hắn không có thời gian đi nghiên cứu, thứ hai là hắn đang nghiên cứu luyện đan, sợ mình tham nhiều không kham nổi nên không đi nghiên cứu luyện khí. Sau đó một số người đã mua ngọc phù xong bắt đầu leo lên thuyền phi hành. Dương Bách Xuyên lắc đầu, xoay người tiếp tục xếp hàng mua ngọc phù, người không có ngọc phù thì không thể lên thuyền phi hành. Mà đúng lúc này, một nữ tử mặc trang phục của Thương hội Thiên Diệp đi tới nói, Dương Đạo Hữu, thiếu chủ nhà ta mời Dương Đạo Hữu lên thuyền phi hành một chuyến. Ắc, xin hỏi thiếu chủ nhà người là ai? Ta vẫn chưa mua ngọc phù mà. Dương Bách Xuyên kinh ngạc bảo. Trong lòng thì đang suy nghĩ thiếu chủ gì? Thiếu chủ của Thương hội Thiên Diệp sẽ là ai? Cô nương kia nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì khẽ mỉm cười nói, thiếu chủ nhà ta mời Dương Đạo Hữu tới tầng thứ ba của thuyền phi hành, tất nhiên là không cần mua ngọc phù, xin mời. Dương Bách Xuyên ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn nghe người ta nói tầng thứ ba của thuyền phi hành là nơi xa hoa thoải mái nhất trên thuyền phi hành, cũng không tiếp người ngoài. Thương hội Thiên Diệp chỉ dùng để tiếp đón những đại năng chân chính kia, không ngờ rằng lại có người mời hắn lên. Đây là chuyện tốt đó, không ngu sao mà không đi, còn có thể tiết kiệm đôi chút linh thạch. Vừa đi trong lòng Dương Bách Xuyên vừa nghĩ rốt cuộc là ai muốn gặp hắn. Thiếu chủ, chẳng lẽ là nữ tử đội mũ mạng che mặt vừa rồi? Lúc Dương Bách Xuyên theo nữ tử bước lên thuyền phi hành nhất Diệp Phiêu Dương Quá Hải. Lên thẳng tầng 3, rất nhiều người trở nên xôn xao. Thằng nhóc kia là ai vậy? Vậy mà có thể lên tầng 3 của thuyền phi hành? Không đúng, thằng nhóc kia mới là kim đan trung kỳ mà có thể lên tầng 3 rồi sao? Chắc là có quan hệ với người của Thương hội Thiên Diệp hoặc có thân phận đặc biệt nhỉ? Các ngươi lại không biết Dương Bách Xuyên à, bây giờ hắn ta là phó thành chủ thành tán tu, có thể được mời lên tầng 3 cũng dễ hiểu. Thì ra là thế, hắn ta chính là Dương Bách Xuyên à. Rất nhiều người từng nghe tới tên của Dương Bách Xuyên nhưng chưa từng gặp hắn. Có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Dương Bách Xuyên, tâm tư mỗi người khác nhau, trong ánh mắt tràn đầy ao ước và ghen tị. Dương Bách Xuyên tràn đầy cảm xúc, nhưng không sao cả, những người này hâm mộ cũng được, ghen tị cũng được, hắn đã là người được Thương hội Thiên Diệp mời lên tầng 3 của thuyền phi hành. Còn là phó thành chủ trên danh nghĩa của thành tán tu, coi như người có một chút thân phận. Tầng 3 của thuyền phi hành nhất Diệp Phiêu Dương Quá Hải là lầu các với giường cột chạm trổ vô cùng hoa lệ, tinh xảo đẹp đẽ, còn có trận pháp bảo vệ. Cộng thêm cô nương dẫn đường cho Dương Bách Xuyên thì tầng thứ 3 trên cùng có 6 người canh gác kim đan hậu kỳ. Sau khi bọn họ đến cửa, thiếu nữ kia cung kính nói, thiếu chủ, Dương Đạo Hữu đến rồi. Cho hắn vào đi. Một giọng nữ lạnh nhạt từ trong lầu các truyền ra. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe lại thấy có chút quen tai, có điều trong nháy mắt hắn không nhớ được là ai. Cô nương kia ra hiệu cho Dương Bách Xuyên đẩy cửa đi vào, bản thân thì canh gác ở cửa. Dương Bách Xuyên không khách sáo, lập tức đẩy cửa vào, bất kể là ai, dù sao thì hắn cũng không cảm nhận được ác ý. Khoảnh khắc đẩy cửa ra Dương Bách Xuyên ngây ngẩn cả người, thật sự là người quen. Chỉ thấy bên cạnh lầu các có hai người đang ngồi đánh cờ, một già một trẻ. Ông lão chính là đại sư luyện khí Diệp Ninh, mà thiếu nữ kia chính là Diệp Vô Tâm. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Diệp Vô Tâm thì giật mình, hắn thầm nghĩ trong lòng, nên nghĩ tới là nàng từ sớm mới phải, ha ha, thiếu chủ. Thiên kim của hội trưởng Thương hội Thiên Diệp, chẳng phải chính là thiếu chủ hay sao? Còn không đợi hắn mở miệng thì Diệp Vô Tâm đã nói, họ Dương. Tự tìm chỗ ngồi đi. Giờ phút này Diệp Vô Tâm đã tháo mũ mạng che mặt xuống, nàng đang tập trung toàn bộ sự chú ý để đánh cờ với Diệp Ninh, lúc nói chuyện còn không ngẩng đầu lấy một cái, mà đại sư luyện khí Diệp Ninh cũng thế. Có điều Dương Bách Xuyên nghe được hình như giọng điệu của Diệp Vô Tâm không thân thiện cho lắm, gọi mình là họ Dương, giờ phút này xưng hô không giống với hôm đó lúc cứu hắn. Dương Bách Xuyên không để ý đến, hắn nhìn lướt qua. Không gian trong lầu các cực kỳ rộng, là một phòng xếp xoa hoa, chỉ mỗi phòng khách đã lớn 8-90 mét vuông, bàn ghế đều đầy đủ hết, hơn nữa còn mở cửa sổ, bên trên là cấm chế trong suốt, chắc là cấm chế để phòng sức gió chui vào, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài,
Nếu như Diệp Vô Tâm đã kêu hắn tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống thì hắn cũng không khách sáo nữa. Dương Bách Xuyên đi tới một góc đại sảnh, ngồi xuống một cái nhuyễn tháp được trải lông yêu thú dày gần cửa sổ, hơn nữa còn tiện tay cầm linh quả trên bàn ở nhuyễn tháp, vừa ăn vừa uống linh tử, không hề khách sáo chút nào. Linh quả có thể được đặt trong phòng của đại tiểu thư Diệp Vô Tâm hiển nhiên sẽ không tệ. Dương Bách Xuyên không có hứng thú quan sát Diệp Vô Tâm và Diệp Ninh đánh cờ, trong lòng hắn ăn uống thả cửa mới là vương đạo, đi vào Sơn Hải giới hắn không thích đủ thử, duy chỉ có các loại linh quả và linh tử ở Sơn Hải giới là vô cùng yêu thích, chủng loại đa dạng đầy đủ, hơn nữa có chứa linh khí bên trong. Tuy rằng số linh quả này không thể nào sánh bằng với linh đào trong bình càn khôn của hắn, nhưng cấp bậc lại cao hơn quả hồng hương. Người nào đó họ Dương ăn một quả để lại một hột, sau đó trồng hết vào bình càn khôn. Trong lòng hắn nghĩ trồng được rồi thì chờ sau này về nhà sẽ cho mấy người phụ nữ và bà nội em gái nếm thử. Mang theo mục đích trồng linh thụ linh quả, Dương Bách Xuyên mở rộng bụng, trong lúc bất chi bất giác đã ăn hơn 10 đĩa trái cây chứa hơn 10 loại linh quả. Đương nhiên còn giải quyết luôn một bình linh tử hảo hạng lớn. Sau khi ở một cái, người nào đó họ Dương thoải mái. Lúc này bên kia cũng vang lên giọng nói của đại sư luyện khí Diệp Ninh, tiểu thư, tài đánh cờ của ngươi càng ngày càng đạt tới đỉnh cao, lão hủ không bằng. Mà thôi, không được, lão hủ đi khởi động thuyền phi hành đây, xem chừng người lên cũng đủ rồi. Diệp thúc thúc, ngươi đang nhường cho ta thôi, ta tự biết rõ tài đánh cờ của bản thân, vẫn còn thua xa lắm, ha ha. Diệp Vô Tâm nghịch ngợm nói. Tốt chính là tốt, từ trước đến nay lão già ta chưa bao giờ nói dối. Ha ha ha, ta đi đây. Đại sư luyện khí vừa nói vừa đứng dậy, trước khi đi ông ta nhìn thoáng qua Dương Bách Xuyên, khẽ gật đầu chào hỏi, mang theo mỉm cười, ánh mắt nhìn thoáng qua 10 đĩa trái cây trống không trên bàn, ý cười càng đậm hơn, lập tức rời khỏi phòng. Mặt già của Dương Bách Xuyên không khỏi đỏ lên, lúc này hắn mới phát hiện mình đã ăn hết linh quả của Diệp Vô Tâm. Diệp thúc thúc đi thong thả, Diệp Vô Tâm nhìn Diệp Ninh rời khỏi. Sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên rồi mở miệng hỏi, đống linh quả này ngon không? Dương Bách Xuyên vô thức trả lời, ngon. Thỏa mãn chưa? Diệp Vô Tâm cười dịu dàng hỏi tiếp. Dương Bách Xuyên bị ánh mắt tươi cười u ám của Diệp Vô Tâm nhìn tới cả người đều mất tự nhiên, khóe miệng hắn giật giật lúng túng nói, thỏa. Thỏa mãn, không đúng, địch, đến mức đó hả? Không phải chỉ là ăn một chút linh quả của ngươi thôi sao? Có cần dùng ánh mắt như vậy nhìn ta không? Diệp Vô Tâm cười rạng rỡ nói, một chút, linh quả, giọng nói của Diệp Vô Tâm kéo dài, tiếp tục nói, Dương Đại Thành Chủ, Dương Đại Công Tử, tiểu nữ tử đếm cho ngươi, tổng cộng 18 đĩa linh quả, cộng thêm một vỏ trần nhưỡng 30 cân, tất cả đều rơi vào bụng ngươi, ngươi nói như vậy chỉ có một chút sao? Hơn nữa, ngươi có biết đống linh quả này đều là thương hội thiên diệp của ta thu thập được từ 4 phương 8 hướng của khắp Sơn Hải giới mà có, trong đó có 3 đĩa đến từ địa hạt đại hoang yêu thú hoành hành, có được cực kỳ khó khăn, có thể nói một quả linh quả giá trị hơn vạn, 3 đĩa ít nhất cũng phải 30 quả, thế chính là 30 vạn linh thạch đó. Còn có 2 đĩa đến từ đảo hoang hải nội của địa vực đại hải, một quả giá ít nhất là 5 vạn linh thạch, cầm đi đấu giá cũng không có hàng để bán. Trong đĩa này ít nhất cũng 10 quả, đây là 50 vạn linh thạch. Còn những thứ khác đều là vật quý giá cả nơi ở Sơn Hải giới, tính lỗ cũng phải 1 triệu linh thạch, trước sau cộng lại 180 vạn linh thạch. À đúng rồi, còn một vỏ trần nhưỡng 3 linh điêu đại hoang trần nhưỡng 30 năm kia nữa, bên ngoài cũng đáng 3-40 vạn đấy, tính cho ngươi 20 vạn, gom góp tổng cộng 200 vạn linh thạch. Bây giờ Dương Thành Chủ ngươi còn cảm thấy ít không? Diệp Vô Tâm tiếp tục cười u ám nhìn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe Diệp Vô Tâm nói mà mồ hôi đầm đìa, hắn nuốt nước bọt một cái, khóe miệng giật giật nói với Diệp Vô Tâm tiên tử à, không phải ngươi muốn đòi tiền ta đấy chứ? Ta là khách mà ngươi mời tới đấy, chỉ mấy đĩa linh quả với một vò linh tử mà thôi, có đáng sợ như ngươi nói hả? Còn 200 vạn linh thạch, cũng đâu phải quả tiên. Ha ha, Diệp Vô Tâm cười khinh. Lập tức nói, đúng là ta mời ngươi, nhưng ta không có mời ngươi ăn gì, ngươi nên biết thương hội thiên diệp ta là chỗ làm ăn, toàn bộ thuyền phi hành này đặc biệt dùng để kiếm linh thạch, toàn bộ mọi thứ bên trên đều dùng để kiếm linh thạch, nhưng ngươi đã ăn rồi, ngươi không được mời đã ăn rồi, chẳng lẽ ngươi còn trách ta? Hay ngươi đường đường là đại nam nhân, thành chủ thành tán tu lại muốn trốn nợ?
Dương Bách Xuyên không giỏi ăn nói, lại càng không giỏi mồm mép với con gái, bị Diệp Vô Tâm nói một hơi á khẩu không trả lời được, nửa ngày sau mới nói ta. Ta sao có thể quyết nợ được, 20 vạn linh thạch thì còn lấy ra được, 200 vạn ngươi mua ta cũng không lấy ra nổi. Dương Bách Xuyên vừa nói xong thì Diệp Vô Tâm nở nụ cười lớn tiếng nói, được, vậy thì bán ngươi cho ta, thành chủ Lê Nặc nợ ngươi, linh thạch không đủ có thể dùng phủ đệ tu luyện và chức vị thành chủ để gán nợ, nếu ngươi không lấy ra nổi linh thạch, vẫn là dùng chính ngươi để gán nợ đi. Thành giao đấy, ta chấp nhận ngươi. Dương Bách Xuyên, ngươi. Không cần nói nữa, thời gian cần ngươi cũng không nhiều, ta đến núi La Phủ 9 tháng, dùng ngươi làm tùy tùng 9 tháng để gán nợ đi. Diệp Vô Tâm ngắt lời Dương Bách Xuyên. Ta, Dương Bách Xuyên trợn mắt. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không bắt ngươi làm chuyện nằm ngoài khả năng của ngươi. Ta biết ngươi đồng ý, bây giờ bổn cô nương mệt rồi muốn nghỉ ngơi, ngươi ở đại sảnh tự lo đi. Đây là lệnh bài của ta, ngươi có thể ra ngoài đi lại khắp thuyền bất kỳ lúc nào. Diệp Vô Tâm vừa nói chuyện vừa ném một tấm lệnh bài cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên vô thức đón lấy. Sau đó phản ứng lại, nữ ma đầu lửa bán người mà. Ngươi! Cạch! Người nào đó họ Dương còn chưa nói ra miệng thì Diệp Vô Tâm đã đi vào phòng xếp, cạch một cái đóng cửa lại, căn bản không cho Dương Bách Xuyên cơ hội nói chuyện. Đây, mẹ nó tình huống gì đây? Người nào đó họ Dương cầm lệnh bài ngơ ngác. Mà Diệp Vô Tâm bên trong phòng xếp lại nghẹn cười, nàng cười ầm lên, thật sảng khoái, thì ra nhìn người khác chịu nhục lại thú vị như vậy. Ha ha, Dương Bách Xuyên, ai kêu ngươi đồng ý sẽ đến Thương hội Thiên Diệp tìm bổn cô nương đợi 10 ngày cũng không thấy ngươi tới, để xem ta có chơi chết ngươi hay không, ha ha ha. Dương Bách Xuyên nhìn lệnh bài đi lại toàn bộ thuyền phi hành Diệp Vô Tâm cho hắn trong tay, giống như nhìn khế ước bán thân sau khi bán mình đi, giờ phút này hắn khóc không ra nước mắt. Dương Bách Xuyên thật sự không nghĩ ra sao Diệp Vô Tâm có thể như vậy. Đúng là hoàn toàn khác biệt với lần gặp gỡ trước, khiến hắn có cảm giác hình như là mình đã đắc tội với nàng nên nàng mới cố ý chỉnh mình vậy. Bây giờ trong lòng hắn cảm giác về Diệp Vô Tâm đã thay đổi hoàn toàn. Quả thực chính là một nữ ma đầu có khuôn mặt tiên tử nhưng mang trái tim ma nữ, bụng dạ hư thối hết rồi, chỉnh người lại không có chút dấu vết nào, khiến người ta buồn bực tới muốn thổ huyết. Không hổ là thiên kim đại tiểu thư, thông minh nghịch ngợm, lúc thì nắng sáng. Lúc thì âm u, hồi thì tà hồi thì thiện. Nhưng mà, Dương Bách Xuyên không có biện phá gì, cứ thế mà mơ mơ hồ hồ bán mình. 200 vạn linh thạch đó, quả thật đánh chết hắn cũng không có, cố tình người ta lại chiếm lý, đúng là mình không được người ta cho phép đã ăn, làm sao được chứ, hắn cũng tuyệt vọng lắm. Bây giờ Dương Bách Xuyên hận không thể tát vào miệng mình. Miệng tiện mà. Đồ không thể ăn bậy được. Nhất là đồ của nữ nhân càng không thể ăn bậy. Ăn vào sẽ chết người đấy. Người nào đó họ Dương buồn bã gào thét. Đã như vậy rồi, Dương Bách Xuyên chỉ có thể đến đâu hay đến đó, không phải là 9 tháng ư, xem như làm công trả nợ đi. Dương Bách Xuyên như nhụt chí ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đúng vào lúc này toàn bộ thuyền phi hành đều chấn động. Hắn lập tức cảm giác được thuyền từ từ bay lên, ngay sau đó vèo một phát xông ra ngoài. Hắn biết là thuyền đã đi. Dương Bách Xuyên ngồi ở cửa sổ, sâu trong tầng mây, phong cảnh nhìn thấy cũng không tệ, sông núi mặt đất đều đang lướt qua bên dưới. 9.000 dặm, ngồi thuyền phi hành cũng chỉ 2 ngày là tới nơi. Ban đầu Dương Bách Xuyên nhìn ngoài cửa sổ còn thấy rất mới mẻ, nhưng một lát sau hắn đã lạnh nhạt, ngồi thuyền phi hành không khác với ngồi máy bay lắm, khác nhau chính là thuyền phi hành là pháp khí, an toàn hơn, không gian lớn hơn. Dương Bách Xuyên nghĩ trong lòng, có phải mình nên làm một chiếc thuyền phi hành không? Sau này trở về phổ cập thuyền phi hành cho trái đất thì chẳng phải sẽ giảm sự cố an toàn xuống à? Còn không ô nhiễm môi trường nữa. Hắn lập tức lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ không thiết thực này ra khỏi đầu, thuyền phi hành là pháp khí, đầu tiên người khống chế phải là tu chân giả, còn cần linh thạch chuyển hóa cung cấp năng lượng, cũng có giới hạn về tu vi, suy nghĩ này không khả thi. Đương nhiên trừ phi sau này trái đất cũng trở thành thế giới tu chân thì có lẽ có thể thực hiện được, hơn nữa bây giờ cả nằm mơ hắn cũng không có manh mối để trở về đây. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, tăng thêm phiền phức, vẫn nên ra ngoài xem thử đi.
Dương Bách Xuyên nói thầm một tiếng rồi rời khỏi lầu các, chuẩn bị ra ngoài xem thử. Nếu như hiện tại đã đến thế giới thịnh hành tu chân thì luyện khí cũng là một khâu cực kỳ quan trọng. Đại sư luyện khí Diệp Ninh là người của Thương hội Thiên Diệp, 9 tháng tiếp theo hắn bán mình cho Diệp Vô Tâm, nếu không lợi dụng các loại quan hệ tài nguyên thì thiệt thòi quá. Dương Bách Xuyên chuẩn bị ra ngoài tìm Diệp Ninh thỉnh giáo con đường luyện khí. Hắn mở cửa phòng đi ra, bên ngoài ẩn là 6 thủ hạ kim đan của Diệp Vô Tâm đang canh gác, lần lượt đứng ở 4 phía của tầng 3. Dương Bách Xuyên nhìn xung quanh một chút, hình như phía trước của thuyền phi hành 3 tầng có một cái lầu nhỏ, xuyên qua cửa sổ có thể thấy được Diệp Ninh ở bên trong, có lẽ là nơi ra lệnh cho thuyền phi hành. Thật sự có phòng điều khiển sân bay à? Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười cười, đi về phía lầu nhỏ nơi Diệp Ninh đang ở. Lúc hắn đến cửa lại bị 2 tên thủ vệ cản lại. Đúng lại, nơi này là cấm địa, ngươi không được vào. Một tên thủ vệ trong số đó lạnh lùng quát Dương Bách Xuyên. Bị chặn lại thì thôi, bị quát khiến trong lòng người nào đó họ Dương rất khó chịu, hắn giơ lệnh bài của Diệp Vô Tâm lên, bây giờ có thể vào chưa? 2 tên thủ vệ thấy vậy mà lại là lệnh bài của tiểu thư bọn họ thì lập tức ôm quyền khom người, mời đại nhân. Hừ, người nào đó họ Dương tiểu nhân đắc chí hừ lạnh một tiếng bước vào lầu nhỏ. Trong lòng hắn thầm nói, xem ra Diệp ma nữ không lừa mình, có lệnh bài này muốn đi đâu cũng được. Hắn tiến vào lầu nhỏ, từ xa đã thấy Diệp Ninh đứng chính giữa một trận pháp phù văn, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần. Dương Bách Xuyên tới để thỉnh giáo tri thức luyện khí, hắn dám trừng thủ vệ nhưng lại không dám đắc tội Diệp Ninh. Đầu tiên hắn đến để thỉnh giáo, hai là từ chuyện Diệp Ninh có thể ngồi cùng Diệp Vô Tâm, đánh cờ với nàng lúc trước, hơn nữa Diệp Vô Tâm còn gọi ông ta là Ninh Thúc Thúc, có thể thấy ở Thương hội Thiên Diệp Diệp Ninh cũng có thân phận địa vị, hơn nữa còn không thấp. Thứ ba, còn có những lời bàn tán mà hắn nghe được trong đại sảnh. Diệp Ninh là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Điều này thì Dương Bách Xuyên tin, bởi vì hắn không cảm giác được trên người Diệp Ninh có bất kỳ hơi thở gì, điều này cho thấy tu vi của đối phương hoặc là rất sâu, khiến hắn không cảm giác được, hoặc là mấy vị cao thủ ẩn giấu tu vi. Bất kể là loại nào thì Diệp Ninh cũng là cao thủ, cũng không biết là tầng nào của cảnh giới Nguyên Anh. Vãn bối Dương Bách Xuyên quấy rầy Diệp Ninh tiền bối. Dương Bách Xuyên ôm quyền khom người với Diệp Ninh. Diệp Ninh mở mắt ra. Bình tĩnh nhìn Dương Bách Xuyên nói, có thể vào cho thấy tiểu thư đã giao Thiên Diệp lệnh cho ngươi, xem như là người một nhà, không cần đa lễ, mời Dương tiểu hữu ngồi. Diệp Ninh vừa nói chuyện vừa đứng dậy ra hiệu cho Dương Bách Xuyên nhập tọa, tuy rằng lầu các này nhỏ nhưng bàn ghế mọi thứ đều đủ cả. Đa tạ Diệp tiền bối, Dương Bách Xuyên cũng không khách sáo, nhập tọa theo Diệp Ninh. Mà lúc này Diệp Ninh phất tay, 2 chén linh trà hiện ra. Ông ta nâng chung trà lên uống một cái, cười như không cười nhìn Dương Bách Xuyên, ánh mắt ông ta nhìn lướt qua Thiên Diệp lệnh màu tím trong tay Dương Bách Xuyên, trong lòng rất chấn động. Thiên Diệp lệnh màu tím, toàn bộ Thương hội Thiên Diệp không vượt quá một bàn tay, chính là lệnh bài có cấp bậc cao nhất, cho dù là trong tay ông ta cũng chỉ có lệnh bài màu vàng. Thiên Diệp chia làm 5 cấp bậc, từ sắt, đồng, ngọc, vàng, tím, lần lượt theo tên, thiết là thấp nhất, tím là cao nhất. Chỉ có người thuộc dòng chính Diệp gia của Thương hội Thiên Diệp mới có thể có. Lệnh bài của Thương hội Thiên Diệp không chỉ dùng để phân biệt thân phận mà còn có thể dựa vào cấp bậc lệnh bài để nhận một lượng nhất định linh thạch thiên tài địa bảo vân vân ở các phân hội trên khắp Sơn Hải giới. Về phần Thiên Diệp lệnh màu tím hoàn toàn có thể nhận được sự giúp đỡ ở bất kỳ phân hội nào của Thương hội Thiên Diệp, chỉ cần không liên quan đến thiên tài địa bảo kho tàng cấm kỵ của Thương hội thì muốn gì cũng được. Trong lòng Diệp Ninh biết rõ giá trị tấm Thiên Diệp lệnh màu tím này của đại tiểu thư Diệp Vô Tâm, đồng thời cũng biết Diệp Vô Tâm không chỉ là đại tiểu thư một phân bộ của Thương hội Thiên Diệp, mà là đại tiểu thư của Thương hội Thiên Diệp toàn Sơn Hải giới, bên trong là công chúa dòng chính nhất của Diệp gia. Là Thương hội Thiên Diệp trải rộng Sơn Hải giới, thiên kim của con quái vật khổng lồ Diệp gia, thân phận vô cùng cao quý, là nhân vật sánh vai với đám con cưng của trời của những tông môn siêu cấp ở Sơn Hải giới. Diệp Ninh cũng từng nghe nói tới Dương Bách Xuyên, chỉ là một tội phạm bỏ trốn chẳng hiểu sao bị thành chủ thành Chiêu Giao U Dương Hải Đường đuổi giết. U Dương Hải Đường chính là đệ tử của một trưởng lão nào đó trong trưởng lão viện của M Dương Tông, một trong 10 tông môn lớn của địa hạt Đại Sơn, không dễ chọc. Bây giờ Dương Bách Xuyên bị M Dương Tông và U Dương Hải Đường truy nã,
nếu không phải có thành tán tu thì chính là chuột chạy qua đường. Diệp Ninh thật sự không nghĩ ra sao tiểu thư Diệp Vô Tâm lại giao thứ quan trọng như thiên diệp lệnh màu tím cho Dương Bách Xuyên. Hơn nữa trong trận đại chiến hôm đó ở thành tán tu, tiểu thư càng không tiếc bị thương nặng cứu Dương Bách Xuyên, thật không biết thằng nhóc này có gì tốt. Trong lòng Diệp Ninh nghĩ rất nhiều. Dương Bách Xuyên bị Diệp Ninh nhìn chăm chú nên trong lòng có chút sợ hãi, hắn không nhịn được hỏi, Diệp tiền bối. Ngài. Diệp Ninh bị Dương Bách Xuyên ngắt ngang suy nghĩ thì hoàn hồn, cười ha ha một tiếng nói, không có gì, ta nhìn thấy Dương Tiểu Hữu thì nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, Dương Tiểu Hữu tìm ta có chuyện gì? Thật không dám giấu giếm, nghe nói tiền bối là đại sư luyện khí nên vãn bối mạo muội tới để thỉnh giáo con đường luyện khí. Hy vọng tiền bối có thể cho vãn bối mở rộng tầm mắt. Bộ dạng Dương Bách Xuyên chân thành thỉnh giáo nói, kỳ thật hắn đến là để xác minh những điển tịch luyện khí mà sư phụ truyền vào đầu mình. Trong lòng Dương Bách Xuyên không hiểu tại sao tiểu thư Diệp Vô Tâm lại coi trọng Dương Bách Xuyên, nhưng nếu tiểu thư đã giao thiên diệp lệnh màu tím cho Dương Bách Xuyên, cho dù ông ta không nghĩ ra cũng phải xây dựng quan hệ với Dương Bách Xuyên. Diệp Ninh cười ha ha một tiếng bảo, chuyện này đơn giản thôi. Đạo không có điểm cuối, chúng ta trao đổi với nhau cũng tốt. Hai người lập tức một hỏi một đáp bắt đầu luận đạo. Ban đầu Diệp Ninh chỉ ôm tâm thái qua loa tắc trách trao đổi hoặc trò chuyện ứng phó với Dương Bách Xuyên. Mà Dương Bách Xuyên thì hỏi ra những điều khó hiểu trong mấy quyển điển tịch luyện khí mà sư phụ truyền vào đầu, sau khi được Diệp Ninh giải thích thì thường có thể suy một ra ba hỏi nhiều vấn đề hơn. Nhưng dần dần sắc mặt của Diệp Ninh thu hồi vẻ khinh thường mà càng ngày càng nghiêm túc. Sau khi Dương Bách Xuyên hỏi ông ta một vấn đề, ông ta đưa ra giải đáp, sau đó Dương Bách Xuyên sẽ tự mình phân tích hỏi dò, nhưng phân tích vấn đề nào cũng sẽ khiến trong lòng Diệp Ninh chấn động. Ban đầu ông ta cho rằng Dương Bách Xuyên là một thiên tài luyện khí, nổi lên lòng yêu tài, càng về sau Dương Bách Xuyên càng cho Diệp Ninh cảm giác Dương Bách Xuyên mới thật sự là bậc thầy luyện khí. Mỗi vấn đề Dương Bách Xuyên suy một ra ba ngược lại khiến Diệp Ninh bỗng nhiên thông suốt, một vài vấn đề vẫn luôn khó hiểu mơ hồ trong luyện khí lập tức thông suốt, càng trao đổi với Dương Bách Xuyên thì Diệp Ninh càng khiếp sợ. Bây giờ trong lòng Diệp Ninh thì Dương Bách Xuyên chính là một đại tông sư được trời cao phái tới chỉ bảo cho mình về con đường luyện khí. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, nhất định là tiểu thư phái tới chỉ bảo, chỉ là tiểu thư lo ngại mặt mũi của mình nên mới kêu Dương Bách Xuyên hạ tư thái. Có thể là tiểu thư dùng thiên diệp lệnh màu tím đổi lấy việc Dương Bách Xuyên hạ tư thái tới quan tâm mặt mũi của mình. Ừ, nhất định là vậy, không uổng công lão phu yêu thương tiểu thư, nàng thật tốt với mình. Trong đầu Diệp Ninh trí tưởng tượng bay xa, cảm kích Diệp Vô Tâm mà đồng thời cũng xem Dương Bách Xuyên trở thành một vị bậc thầy luyện khí chân chính. Trong lúc bất chi bất giác, xưng hô của ông ta với Dương Bách Xuyên đã từ tiểu hữu trở thành Dương đạo hữu. Thật sự tuy nói là Dương Bách Xuyên đến thỉnh giáo Diệp Ninh nhưng sau đó lại thành Diệp Ninh thỉnh giáo Dương Bách Xuyên. Hết cách rồi, Diệp Ninh không biết trong đầu Dương Bách Xuyên có truyền thừa, điều Diệp Ninh không biết thì Dương Bách Xuyên đều biết. Nhưng chỉ cần là vấn đề Diệp Ninh có thể hỏi ra thì Dương Bách Xuyên đều có thể lấy ra đáp án từ trong đầu để trả lời Diệp Ninh. Đây là lợi ích của việc có một sư phụ thuộc loại châu bò. Đương nhiên dù sao truyền thừa của Sơn Hải giới cũng có hạn. Chỉ xem như một phương thế giới mà thôi, mà sư phụ của Dương Bách Xuyên Vân Thiên Tà lại đến từ tu chân giới phiêu miểu, đối mặt là 3.000 đại thế giới. Truyền thừa như thế tất nhiên có thể bỏ xa đại sư luyện khí của Sơn Hải giới Diệp Ninh vô số con đường. Vì vậy trong lòng Diệp Ninh đã xem Dương Bách Xuyên là thần. Diệp Ninh càng nghe càng kích động, rất có cảm giác trí tuệ được khai mở, thậm chí mở ra một cánh cửa mới trên con đường luyện khí. Giảng giải của Dương Bách Xuyên thật sự là quá mới lạ với ông ta, nhưng nghĩ kỹ lại hợp tình hợp lý. Còn đối với Dương Bách Xuyên thì trao đổi với Diệp Ninh cũng giúp ích được cho hắn rất nhiều. Trong đầu hắn có rất nhiều chi thứ liên quan tới con đường luyện khí nhưng không thể nào ứng dụng được, tuy rằng con đường luyện khí của Diệp Ninh cạn hơn truyền thừa của hắn nhưng với hắn lại chính là một khởi đầu nhập môn. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần tìm được đúng mạch suy nghĩ thì tất cả sẽ nước chảy thành sông. Vì vậy Dương Bách Xuyên cũng rất vui vẻ trao đổi với Diệp Ninh. Có thể nói hai người đều có thu hoạch lớn của riêng mình. Sau khi hai người trao đổi một vòng nữa, Diệp Ninh kích động hỏi, nếu quả thật như lời Dương đạo hữu nói thì liệu có thể hiểu con đường luyện khí cũng có thể luyện hóa dung nhập một phương trời đất vào không? Trên lý thuyết là thế,
có điều có lẽ rất khó thực hiện được chuyện này, có lẽ cần tu vi mà ta và ngài đều không thể nào tưởng tượng mới được. Tóm lý trong lý giải của ta thì luyện khí cũng là đại đạo. Điều Dương Bách Xuyên giải thích cho Diệp Ninh thật ra chính là truyền thừa của sư phụ trong đầu, bị hắn lấy ra làm màu. Diệp Ninh nghe xong thì lúng túng bảo, đúng đúng đúng, ngài nói đúng, con đường luyện khí chính là đại đạo, về phần luyện hóa một phương trời đất hòa vào pháp khí, có lẽ thật sự có người làm được, nhưng điều này hiện tại quá mức xa vời với ta. Ta nghĩ nhiều rồi, nghĩ nhiều rồi. Dương Bách Xuyên cười bảo, đại đạo phiêu miểu vốn là hư ảo, rất nhiều thuật pháp thần thông được tạo ra kỳ thật đều là do tưởng tượng mà thành, Diệp Đại Sư tiếp tục con đường luyện khí, tương lai chưa chắc không thể luyện hóa một phương trời đất, đạt được đại đạo vô lượng. Lần này xem như người nào đó họ Dương đã trực tiếp nịnh hót Diệp Ninh. Diệp Ninh lại liên tục xua tay, lúc này Dương Bách Xuyên ở trong lòng ông ta quả thật là một bậc thầy luyện khí như thần linh, ông ta liên tục xua tay nói, Dương đạo hữu, trước mặt ngài Diệp mỗ tuyệt đối không phải đại sư, nếu ngài muốn thì gọi ta một tiếng tiểu Diệp đi. Dương Bách Xuyên cười ha ha một tiếng, hiển nhiên hắn đã biết trong lòng Diệp Ninh nghĩ thế nào, nhưng hắn không nói ra. Dù sao những tri thức luyện khí mà hắn giảng giải cho Diệp Ninh đều lấy từ điển tịch luyện khí truyền thừa từ sư phụ, cũng không tính là lừa dối ông ta. Vì vậy hắn không câu nệ tiểu tiết mà nói, nếu đã vậy ta gọi ngươi là lão Diệp đi, ngươi cũng đừng gọi ta là đạo hữu, kêu tên của ta là được. Vậy ta vẫn gọi ngài là tiên sinh đi, tiên sinh chính là người giỏi nhất trong trăm năm cuộc đời mà Diệp Ninh ta nhìn thấy trên con đường luyện khí, hôm nay có thể được tiên sinh chỉ bảo. Kỳ thật chính là phúc đức ba đời của Diệp mỗ. Giọng nói của Diệp Ninh vẫn mang theo cung kính. Tùy ngươi vậy, chỉ là một xưng hô thôi. Ngoài miệng Dương Bách Xuyên nói vậy nhưng nghe được xưng hô tiên sinh thế này vẫn cảm thấy rất thân thiết. Đám người chị em Lục gia ở nhà, Ngô Mặc Thu, Độc Cô Vô Tình cũng gọi hắn là tiên sinh. Ngẫm lại thật sự rất nhớ bọn họ, nhoáng cái mà hắn đã tới Sơn Hải giới hơn một năm gần hai năm rồi. Cũng không biết chừng nào mới có thể trở về. Dương Bách Xuyên tự nói trong lòng. Mà lúc này, bên ngoài lầu nhỏ vang lên tiếng của thủ vệ, Dương công tử, tiểu thư nhà ta gọi ngươi qua. Được, tiếp theo Dương Bách Xuyên còn định thử luyện khí với Diệp Ninh, bây giờ nữ ma đầu đã gọi về về. Sau đó Dương Bách Xuyên rời khỏi lầu nhỏ của Diệp Ninh phải trông chừng thuyền phi hành mọi lúc nên không rời khỏi. Kỳ thần không cần trông chừng từng giây từng phút. Theo lời Diệp Ninh nói thì trên thuyền phi hành dùng 9 viên linh thạch trung phẩm là có thể đi được vạn dặm, ông ta chỉ cần nắm chắc phương hướng là được, thao tác rất thuận tiện, hoàn toàn là thao tác bằng suy nghĩ. Dương Bách Xuyên đi vào đại sảnh lầu các của Dương Bách Xuyên đã thấy nàng lười biếng nằm trên tháp, nàng thấy Dương Bách Xuyên tiến vào thì cười tủm tỉm nói, đi pha trà cho bổn cô nương. Dương Bách Xuyên giận dữ, ngươi. Ngươi cái gì, từ giờ trở đi ngươi là người của bổn cô nương. Kêu ngươi làm gì thì ngươi phải làm nấy. Diệp Vô Tâm đắc ý nói. Dương Bách Xuyên nghe một câu người của bổn cô nương của Diệp Vô Tâm thì trong lòng thấy lạ lạ, hắn đứng đó không nhúc nhích nói, không, hơn nữa cho dù làm tùy tùng cho ngươi thì ta cũng chỉ phụ trách an toàn của ngươi, không bưng trà rót nước cho ngươi, ngươi tìm nha hoàn hầu hạ ngươi đi. Ôi chà chà, có khí phách nhỉ, còn bảo vệ an toàn cho ta, bổn cô nương có tu vi đỉnh phong kim đan đại viên mãn. Dựa vào kim đan sơ kỳ như ngươi. Ồ không đúng, mấy ngày trước rõ ràng ngươi mới là kim đan sơ kỳ, sao mới 10 ngày không gặp đã là kim đan trung kỳ rồi. Lúc trước Diệp Vô Tâm chỉ lo làm sao chỉnh Dương Bách Xuyên, không để ý tu vi của hắn, bây giờ vừa nhìn lại mới phát hiện Dương Bách Xuyên đã là kim đan trung kỳ, nàng lập tức hơi kinh ngạc. Đối với việc tu luyện kim đan kỳ mà nói, cho dù muốn tăng lên một cảnh giới nhỏ thì dù là thiên tài ít nhất cũng cần phải mất non nửa năm. Tư chất bình thường thì mấy năm thậm chí vài chục năm cũng chưa chắc có thể tăng lên được một cấp, nhưng chỉ mới 10 ngày không gặp mà Dương Bách Xuyên đã là kim đan trung kỳ rồi. Dương Bách Xuyên cười một cách đắc ý, ca đây là kỳ tài ngút trời, dăm ba cái kim đan trung kỳ tính là cái gì? Có gì kỳ lạ đâu chứ? Đừng tưởng ngươi là kim đan đại viên mãn thì ta sợ, thực lực của ta chưa chắc đã yếu hơn ngươi đâu. Ngươi nói khoác mà không biết ngượng, mau đi. Đừng quên trong 9 tháng tới ngươi hoàn toàn thuộc về bổn cô nương, chính là nô bộc của bổn cô nương. Ta bắt ngươi làm cái gì thì ngươi phải làm cái đó, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Mà không muốn đi thì cũng chẳng sao, lấy 200 vạn linh thạch ra đây, ta thả cho ngươi tự do, ha ha ha. Diệp Vô Tâm cười xấu xa nói.
Dương Bách Xuyên đưa ra kết luận, ta đi. Tiếng nói kéo dài thật dài, trong lòng lại nghĩ câu ta đi này hắn đã vận dụng cả ý nghĩa của mấy ngôn ngữ mạng trên trái đất. Rốt cuộc là anh hùng khí đoản, trong lòng thầm nghĩ, nam nhân tốt không tranh với nữ nhân, mình nhịn. Đầy đủ phải là, nhìn nữ tình trường, anh hùng khí đoản ý chỉ những người đàn ông vì mê nhan sắc mà nhụt ý chí. Sau đó đành phải đi rót trà cho Diệp nữ ma, hết cách rồi, hắn không đào ra được 200 vạn linh thạch để trả. Diệp Vô Tâm vui đến mức trong lòng nở hoa luôn rồi. Tiếp theo nàng bắt đầu nghĩ mọi cách để hành hạ Dương Bách Xuyên, lúc thì bắt người nào đó họ Dương làm cái này, lúc lại bắt người nào đó họ Dương đi làm kia. Sau khi lăn lộn mệt mỏi, nàng nói Tiểu Vân Tử kể chuyện cho bổn cô nương nghe một chút. Tiểu Vân Tử là biệt danh nàng thuận miệng đặt cho Dương Bách Xuyên. Biệt danh này suýt chút nữa làm cho người nào đó họ Dương tức hộc máu, nhưng mà hắn lại không thể làm gì được Diệp Vô Tâm danh ma quỷ quái ấy. Ta không biết, Dương Bách Xuyên cứng rắn nói. Diệp Vô Tâm nở nụ cười bảo, kể đi, chỉ cần kể được một câu chuyện làm cho bổn cô nương vui vẻ, vậy ta sẽ không lăn lộn ngươi nữa, được chưa? Tuy rằng Dương Bách Xuyên rất tức giận, nhưng mà sau khi nghĩ kỹ lại thì thấy cũng có lý. Ít nhất thì khi kể chuyện hắn có thể khiến Diệp nữ ma im lặng chút. Suy nghĩ một hồi, hắn nghĩ đến câu chuyện Ngưu Lang chức nữ, nếu kể cho tu chân giả nghe thì tính ra cũng hợp với tình hình. Hơn nữa Diệp nữ ma rõ ràng chính là cái kiểu đại tiểu thư điêu ngoa, hẳn là thích nghe mấy câu chuyện tình yêu kiểu này nhất. Câu chuyện Ngưu Lang chức nữ là một trong những chuyện dân gian đặc sắc của Trung Quốc được lưu truyền qua các thời đại, Dương Bách Xuyên tin rằng Diệp Vô Tâm chưa bao giờ nghe về nó. Truyền thuyết kể rằng trên trời có một ngôi sao tên là Chức Nữ và một ngôi sao gọi là Khiên Ngưu. Dương Bách Xuyên từ từ kể lại, lúc kể đến đoạn Chức Nữ hạ phàm yêu đương với Ngưu Lang hơn nữa còn sinh ra một đôi trai gái, gương mặt Diệp Vô Tâm lấp lánh ánh sao, nhưng khi kể đến đoạn Chức Nữ bị Vương Mẫu Nương Nương dùng châm vàng vẽ ra một dòng sông ngân khiến cho Ngưu Lang và Chức Nữ phải tách ra, Diệp Vô Tâm nghiến răng nghiến lợi mắng. Mà khi kể đến đoạn Chức Nữ đứng trên sông ngân ngắm nhìn Ngưu Lang và các con mình, khóc đến đau thấu tâm can, Ngưu Lang và các con cũng khóc đến chết đi sống lại, đôi trai gái gọi từng tiếng mẹ ơi, Diệp Vô Tâm đã khóc cạn nước mắt. Mà người nào đó họ Dương lại đang âm thầm vui sướng khi người khác gặp họa, ai bảo nữ ma đầu nhà ngươi chơi ta, ha ha. Chuyện xưa tiếp tục, Diệp Vô Tâm khóc càng ngày càng to, người nào đó họ Dương cũng càng kể đến sinh động như thật. Rõ ràng là đang trả thù Diệp Vô Tâm. Đồng thời trong lòng hắn cũng hiện lên một suy nghĩ xấu xa nhằm để đối phó với Diệp Vô Tâm. Đó chính là tiếp tục kể chuyện xưa, những câu chuyện tình đau khổ và đẹp đẽ của Trung Quốc, Lương Trúc, Hồng Lâu, Bạch Xà Truyện, Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành, v.v. Ngoài những câu chuyện nổi tiếng này, trong đầu hắn còn có vô số câu chuyện khác cũng có thể khiến Diệp Vô Tâm khóc cạn nước mắt ở nữa. Lúc vừa nghĩ đến đó, người nào đó họ Dương rất muốn cất tiếng cười to. Nhưng mà ngay khi hai người bọn họ một người đang tập trung kể một người đang tập trung nghe, trên thuyền phi hành lại truyền đến một tiếng vang rung trời, ngay sau đó toàn bộ thuyền phi hành đột nhiên rung chuyển, Dương Bách Xuyên đang đứng cũng suýt chút nữa là té ngã. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Sau một pha này, Diệp Vô Tâm cũng đã hoàn hồn sau câu chuyện Ngưu Lang chức nữ, nàng lau nước mắt nói với đại thần ở ngoài cửa Tiểu Trúc. Xảy ra chuyện gì vậy? Cửa phòng mở ra, một nữ tử bước vào, chính là người đã dẫn Dương Bách Xuyên tới gặp Diệp Vô Tâm khi trước. Bấy giờ Dương Bách Xuyên mới biết nàng ta tên là Tiểu Trúc. Chỉ thấy Tiểu Trúc bước vào trong với gương mặt trắng bệch, nói tiểu thư chúng ta đang bị một đàn chim phong lôi tấn công. Khi Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm đi ra khỏi lầu gác thì trông thấy đàn yêu thú che trời. Toàn bộ người ở trên thuyền phi hành đều đang trắng bệch mặt. Thuyền phi hành vốn là một quái vật khổng lồ khoảng 300 mét, nhưng nó cũng không là gì so với đàn yêu thú hình chim trước mặt này. Số lượng yêu thú ít nhất là gấp 3 lần hình thể của thuyền phi hành, chúng quá nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại đã thấy mênh mông, không thể rõ là có bao nhiêu. Toàn bộ chân trời đều đang bị loài yêu thú hình chim này che lấp đến mức tối tăm cả đi. Nghe Tiểu Trúc nói, loài chim phong lôi yêu thú chim cấp 3 hung ác này không thông minh lắm, nhưng chúng rất hung mãnh. Tương đương với cảnh giới kim đan của người tu chân. Trong số đó, không ít còn có thể ngang cấp với kim đan đại viên mãn nên vô cùng khó chơi. Cũng may trên thuyền phi hành có trận pháp phòng ngự, nếu không chỉ cần qua một đợt công kích của bọn chim này là xong đời.
phía trên không trung, bên ngoài thuyền phi hành vang lên từng tiếng gầm rú. Pi. Miệng chim phong lôi có thể phun ra những lưỡi dao gió và lôi điện để không ngừng công kích thuyền phi hành khổng lồ đang chấn động không ngừng vì công kích hàng loạt của chim phong lôi. Mỗi người đều trùng hẳn xuống, bọn họ đều biết hậu quả khi phòng ngự của thuyền phi hành tan vỡ là gì. Dưới công kích hàng loạt của chim phong lôi, phòng ngự sẽ bị phá vỡ. Toàn bộ người trên thuyền phi hành sẽ trở thành đồ ăn của chim phong lôi. Đúng lúc này, giọng nói nặng nề của Diệp Ninh vang vọng trên khắp mọi góc của thuyền phi hành, chư vị đồng đạo, đây là chim phong lôi một trong các loại chim hung ác nhất, chúng có phân chia chống mái. Mái là phượng điểu, thiên phú am hiểu là sức mạnh giao gió, được là lôi điểu, có thể phun sức mạnh của lôi điện, chống mái gọi chung là chim phong lôi. Khi phong và lôi hợp lực, uy lực công kích có thể tăng hơn 3 phần. Tuy Diệp Mỗ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, điều khiển phòng ngự của thuyền phi hành cũng gần đạt tới thực lực Nguyên Anh sơ kỳ. Tuy chim phong lôi là yêu thú cấp 3, tương đương với cảnh giới kim đan của chúng ta, nhưng mọi người cũng đều thấy đó, số lượng của những con yêu thú hung ác này quá mức khổng lồ. Nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì phòng ngự của thuyền phi hành cũng sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó chính là kiếp nạn của mọi người chúng ta. Vì an toàn của mọi người, xin mỗi người hãy góp một phần sức. Diệp Mỗ sẽ thay đổi trận pháp phòng ngự của thuyền phi hành để nó có thể hấp thu chân khí của càng nhiều người và hóa thành trận pháp phòng ngự. Như thế mới có thể biến nguy thành an, mời mọi người nhanh chóng ra tay. Giọng của Diệp Ninh vô cùng sốt ruột, cứ như phòng ngự của thuyền phi hành sẽ bị chim phong lôi phá bất cứ lúc nào. Diệp Ninh chính miệng nói ra chuyện ông ta là cao thủ Nguyên Anh sơ kỳ, điều này đã là sức mạnh kêu gọi của kẻ mạnh rồi. Hơn nữa ông ta còn kể ra những điều nguy hiểm của loài chim phong lôi này cùng với cả ưu khuyết điểm của thuyền phi hành. Mọi người cũng biết rằng vào thời điểm này thì chỉ có thể tin tưởng Diệp Ninh và cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này. Nếu không, khi đối mặt với vô số chim yêu thú, mọi người sẽ xong đời hết. Một cảnh tượng đồ sộ lập tức xuất hiện. Ầm ầm ầm. Tất cả mọi người ở ba tầng trên dưới thuyền phi hành đánh ra chân khí của mình về phía trận pháp phòng ngự của thuyền phi hành. Trong nháy mắt, chân khí đủ mọi màu sắc bắn ra từng luồng vô cùng bùng nổ và tiến vào trận pháp phòng ngự. Trên mặt ngoài của toàn bộ thuyền phi hành có vô số phù văn đang vận chuyển, Dương Bách Xuyên biết đó chính là phù văn phòng ngự. Chính Dương Bách Xuyên cũng không ngoại lệ mà cũng biết vào thời điểm mấu chốt như thế này, hợp tác nhóm mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Tất của mọi người trên thuyền phi hành đều đánh chân khí của mình vào trận pháp. Một vầng sáng bao phủ toàn bộ thuyền phi hành xuất hiện, càng ngày càng sáng rực lên và tản ra ánh sáng 7 màu. Đây chính là sức mạnh phòng ngự của việc mọi người hợp lực với nhau. Lúc này, thuyền phi hành đang rung chuyển mới vững vàng hơn một chút. Mà chim phong lôi vẫn liên tục công kích như cũ. Hiện tượng này giống như một trận thi đấu kéo co vậy, xem trong hai bên, bên nào hai hết sức mạnh trước, đương nhiên lúc đó sẽ là kẻ thua. Sau khi nhận ra điều này, Dương Bách Xuyên vô cùng lo lắng. Xét về số lượng, chim phong lôi nhiều gấp mấy chục mấy trăm lần bọn họ, đương nhiên theo thời gian dài, việc bọn họ thua chính là kết cục đã định. Sau khi hằng hà sa số yêu thú lôi phong xuất hiện và hoàn toàn phá hỏng con đường của thuyền phi hành, họ tiến không được mà lùi cũng không xong, chỉ đành tạm dừng giữa không trung. Từng lưỡi dao gió cùng từng tia chớp như mưa rền gió dữ đánh lên vầng sáng phòng ngự của thuyền phi hành. Cuộc đọ sức của hai bên đã bắt đầu rồi. Nhưng dưới góc nhìn của Dương Bách Xuyên, đây là một cuộc thi đấu không có chút nào hồi hộp. Chắc chắn bên thua là thuyền phi hành, đó chỉ là vấn đề thời gian. Không chỉ có hắn nhìn ra những lợi và hại trong đó, Diệp Vô Tâm cũng nhìn ra. Lúc này, mặt Diệp Vô Tâm trầm xuống và nói, đi theo ta. Nói xong, nàng thu hồi chân khí của mình rồi đi về phía lầu các nhỏ có Diệp Ninh. Thấy Diệp Vô Tâm rời đi, Dương Bách Xuyên cũng thu chân khí lại và đuổi theo. Dù sao thiếu chân khí của hai người bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Chỉ là hắn không rõ nữ ma đầu này định làm gì. Chẳng lẽ nàng có biện pháp để hóa giải tai nạn trên không này sao? Tình hình hiện tại trong mắt Dương Bách Xuyên chính là một trận tai nạn trên không. Không hỏi nhiều, hắn đuổi theo. Chỉ thấy lúc này Diệp Ninh đang mặt ủ mày ê đứng ở trung tâm lầu các nhỏ nhìn chằm chằm vào phù văn trận pháp, trông ông ta như đang gặp phải chuyện gì đó khó khăn lắm.
Dương Bách Xuyên biết thật ra Trung ương trận pháp chính là điểm cốt lõi của toàn bộ thuyền phi hành Nhất Diệp Phiêu Dương Quá Hải, tất cả điều khiển thuyền phi hành đều ở chỗ này, nơi đây là trái tim của thuyền phi hành. Ninh thúc thúc. Sau khi đi vào, Diệp Vô Tâm kêu to một tiếng. Khi Quy A đầu lại và trông thấy Diệp Vô Tâm, Dương Bách Xuyên tiến vào, mặt Diệp Ninh hiện lên vẻ vui mừng. Thật ra sự vui mừng này xuất hiện khi ông ta trông thấy Dương Bách Xuyên. Tiểu thư, tiên sinh, Diệp Ninh chào hai người. Tiên sinh, câu tiên sinh của Diệp Ninh làm Diệp Vô Tâm kinh ngạc vô cùng, rõ ràng là câu tiên sinh này Ninh thúc thúc nói với Dương Bách Xuyên. Sao lại thế này, Ninh thúc thúc đường đường là một cao thủ nguyên anh, tại sao lại có thể gọi thằng nhãi kim đan trung kỳ như Dương Bách Xuyên này là tiên sinh được? Hắn đảm đương nổi hai chữ này sao? Diệp Vô Tâm có chút hoang mang. Nhưng vào lúc này, Diệp Ninh lại nói thẳng với Dương Bách Xuyên, tiên sinh, ngài tới đúng lúc lắm. Ta có việc muốn được chỉ bảo. Lần này, Diệp Vô Tâm càng hoang mang hơn, Ninh thúc thúc đối xử với Dương Bách Xuyên một cách vô cùng cung kính, dùng đến cả kính ngữ ngài nữa. Thấy Diệp Ninh đang ở trận pháp, Dương Bách Xuyên đã đoán được ông ta muốn hỏi cái gì. Lần này, hắn cũng không khách sáo nữa mà mở miệng nói thẳng luôn, người muốn dung nhập trận pháp công kích vào thuyền phi hành à. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Diệp Ninh lập tức vui vẻ đáp, tiên sinh nhìn xa trông rộng quá, đúng là ta có ý tưởng đó. Lúc trước, khi ta luyện chế thuyền phi hành cũng có nghĩ tới chuyện thêm trận pháp công kích vào. Tiếc là sự lý giải của ta đối với luyện khí cũng có hạn, để tâm đến không gian của thuyền phi hành thì không thể gia nhập trận pháp công kích, cho nên cuối cùng chỉ thêm trận pháp phòng ngự mà thôi. Mà sau khi trao đổi với tiên sinh, nếu dựa theo những gì tiên sinh giảng giải về luyện khí thì trên thuyền phi hành vẫn có thể tăng thêm trận pháp công kích. Thế nên ta muốn thử cho thêm trận pháp công kích vào nữa. Nếu cứ dựa vào phòng ngự mãi mà số lượng yêu thú lại nhiều thế này, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thua. Nếu có thể cho thêm trận pháp công kích vào thù chúng ta có thể giết vòng vây yêu thú. Hiện tại ta đang không biết cần làm gì để thêm trận pháp công kích vào, còn phải nhờ tiên sinh chỉ giáo. Đến lúc đó tất cả những người trên thuyền phi hành sẽ nhớ kỹ đến ân đức của tiên sinh. Nói xong, Diệp Ninh gặp người thật sâu với Dương Bách Xuyên. Diệp Vô Tâm ở bên cạnh thì đầu đã ong ong, nàng thật sự không nghĩ ra rốt cuộc giữa Ninh Thúc Thúc và Dương Bách Xuyên đã có chuyện gì. Tại sao một cao thủ như Ninh Thúc Thúc lại kính trọng Dương Bách Xuyên như thế? Hơn nữa nghe Ninh Thúc Thúc nói chuyện, ông ta cứ như là một học sinh tiểu học đang hỏi bài giáo viên vậy, càng hoang đường hơn ở chỗ ông ta lại hỏi về luyện khí. Làm gì có ai trong thương hội của thành tán tu không biết Ninh Thúc Thúc là bậc thầy luyện khí cơ chứ? Thế mà lại thỉnh giáo thằng nhãi Dương Bách Xuyên này. Diệp Vô Tâm trừng lớn mắt. Nàng rất muốn lên tiếng hỏi hai người sao lại thế này, nhưng lúc này Dương Bách Xuyên lại mở miệng và chăm chú đi đến trung tâm trận pháp rồi sau đó như chỉ điểm Giang Sơn mà nói, hoàn toàn có thể làm được việc này, chẳng qua phải khắc họa lại phù văn trận pháp nên khá phiền toái. Giờ có cho ngươi một lúc cũng không thể hoàn chỉnh được. Như vậy đi, việc này không nên chậm trễ, ta thử thêm phù văn công kích ở trong đó. Ngươi và đại tiểu thư tới giúp áp trận. Đầu tiên chúng ta thêm phù văn công kích lên thuyền phi hành trước đã, biến sức mạnh mà mọi người ngưng tụ lại trở thành lực công kích, đến lúc đó chắc hẳn sẽ có thể giết thành một con đường. Sau đó thì cứ tùy theo tình hình. Dương Bách Xuyên nói đúng sự thật, vốn đã có hạch tâm trận pháp rồi, hơn nữa lại tăng thêm thay đổi trận pháp, việc đó còn khó khăn hơn luyện chế một lần nữa nhiều. Nhưng cái này đối với Dương Bách Xuyên mà nói cũng không khó lắm. Truyền thừa trong đầu hắn đều là những điển tịch bí pháp tốt nhất mà sư phụ Vân Thiên Tà siêu tập được, tuy chưa từng sử dụng nhưng chú giải bên trong đều đủ, chắc hẳn là có thể thành công. Chỉ cần Diệp Ninh và Diệp Vô Tâm ổn định hạch tâm trận pháp vốn có cho hắn tranh thủ thời gian là được. Diệp Ninh vui mừng nói, được, làm phiền tiên sinh. Sau khi nói xong, ông ta nói với Diệp Vô Tâm, tiểu thư, chúng ta giúp đỡ tiên sinh củng cố tâm trận. Lúc này, miệng Diệp Vô Tâm há to, nàng đang nghĩ gì đó, nhưng khi nhìn thấy sự cuồng nhiệt trong mắt Diệp Ninh và vẻ mặt nghiêm túc của Dương Bách Xuyên, nàng chợt cảm thấy trên người Dương Bách Xuyên bao phủ một tầng sương mù. Cuối cùng, nàng không nhiều lời nữa mà cùng Diệp Ninh bắt đầu củng cố tâm trận. Bất kể là con đường luyện khí hay trận pháp luyện đan vân vân, kỳ thật theo như lời sư phụ Vân Thiên Tà của Dương Bách Xuyên chính là tổng kết một câu, đều là kỹ năng thiết yếu của tu chân giả.
Chỗ khác biệt chính là có hàng ngàn tiểu thế giới truyền thừa không được đầy đủ, giống như Diệp Ninh bây giờ vậy, muốn ông ta thay đổi trận pháp ban đầu trên thuyền phi hành, thậm chí gia tăng trận pháp tấn công trên cơ sở phòng ngự chính là làm khó ông ta. Không biết có thể gia tăng hay không, cho dù có biết cũng không biết phải ra tay thế nào, biết ra tay thế nào thì cũng không có bí thuật. Vì vậy đây là vấn đề tầm nhìn. So với Diệp Ninh thì Dương Bách Xuyên là tu chân giả chính tông, truyền thừa đến từ thế giới tu giả mênh mông toàn diện, hắn có một sư phụ tốt là Vân Thiên Tà. Mà Diệp Ninh tất nhiên không sánh bằng. Ở Sơn Hải giới, Diệp Ninh có thể được gọi một tiếng đại sư luyện khí, nhưng nếu là tu chân giới thật sự thì đúng là một tên nhà quê. Vì vậy trong lòng Diệp Ninh rất kính nể Dương Bách Xuyên. Đương nhiên đến lúc này, trong lòng Diệp Ninh thì Dương Bách Xuyên chính là thế ngoại cao nhân mà đại tiểu thư Diệp Vô Tâm tìm đến, đặc biệt tới để chỉ điểm cho ông ta về con đường luyện khí. Ngoại trừ tôn kính Dương Bách Xuyên thì trong lòng ông ta biết ơn Diệp Vô Tâm hơn. Sau khi củng cố trận pháp trung tâm của thuyền phi hành, Diệp Ninh vô cùng chăm chú nhìn Dương Bách Xuyên. Ông ta không muốn bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, trên con đường luyện khí thì Diệp Ninh chính là một kẻ si dại, mê muội rồi lại đam mê. Từ lâu ông ta đã biết con đường đại đạo của mình sau này chính là con đường luyện khí. Nếu như trước kia ông ta chỉ xác định chứ không rõ ràng thì bây giờ sau khi trao đổi với Dương Bách Xuyên, Diệp Ninh lại càng kiên định với con đường luyện khí gấp trăm lần. Tuy rằng không nói ra nhưng trong lòng Diệp Ninh đã đặt một mục tiêu cho bản thân, đó chính là một ngày nào đó con đường luyện khí có thể đạt tới cảnh giới luyện hóa dung hợp trời đất mà Dương Bách Xuyên nói, Diệp Ninh ông ta dùng luyện khí chứng đạo. Chỉ thấy sau khi Dương Bách Xuyên tới chỗ trận pháp trung tâm của thuyền phi hành thì tay bắt pháp quyết, giơ tay lên vung vẫy, chân khí mạnh mẽ hội tụ trên đầu ngón tay, rồi sau đó đột nhiên hắn vung về phía trận pháp ban đầu. Cảnh tượng này khiến khóe mắt Diệp Ninh giật giật, bởi vì hành động này của Dương Bách Xuyên trong mắt ông ta không phải đang thay đổi phù văn trận pháp, mà là đang hủy diệt. Dựa theo lý giải của Diệp Ninh thì từng phù văn trận pháp mà ông ta bố trí ban đầu sẽ bị phá hủy. Một khi phù văn bị hủy, phòng ngự bên ngoài sẽ lập tức tan vỡ, đến lúc đó vô số yêu thú chim phong lôi sẽ xông tới. Trán Diệp Ninh toát mồ hôi, ông ta không dám nghĩ tới, tuy nhiên ông ta cũng nghĩ đến những tri thức về con đường luyện khí mà Dương Bách Xuyên nói lúc trước. Chẳng phải những thứ đó cũng phá vỡ nhận thức quan của ông ta hay sao? Hơn nữa nếu như ông ta đã lựa chọn tin tưởng Dương Bách Xuyên thì không có lý do gì nghi ngờ, Diệp Ninh dứt khoát nói trong lòng, thôi vậy. Có lẽ hành động lần này của tiên sinh sẽ có thay đổi khác. Ngay cả Diệp Vô Tâm sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên ra tay cũng nhíu mày. Tuy rằng nàng không hiểu về con đường luyện khí nhưng thân là đại tiểu thư của Thương hội Thiên Diệp thì vẫn phải có kiến thức. Tương tự, dưới cái nhìn của nàng thì lần này Dương Bách Xuyên muốn hủy diệt nền tảng trận pháp phù văn của thuyền phi hành, nhưng liếc mắt thấy Ninh Thúc Thúc thay đổi sắc mặt lại không lên tiếng thì Diệp Vô Tâm cũng không nói gì. Lúc này Dương Bách Xuyên không để ý trong lòng Diệp Ninh và Diệp Vô Tâm nghĩ gì, một khi hắn đã bắt đầu làm chuyện gì đó thì sẽ dồn hết tinh thần, tạm thời quên đi mọi người xung quanh. Hơn nữa tuy rằng hắn mạnh về lý thuyết thay đổi phù văn trận pháp trên cơ sở bổ sung phù văn trận pháp tấn công của thuyền phi hành, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thử, không thể qua loa, hắn biết hậu quả của việc thất bại. Vì vậy giờ phút này Dương Bách Xuyên tâm vô tạp niệm, chỉ nghĩ về một việc. Bổ sung trận pháp tấn công, thay đổi thành công. Thay đổi và gia tăng phù văn không cần nguyên liệu gì, ngoại trừ chân khí còn cần sức mạnh thần hồn khổng lồ, nhưng điều này vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của Dương Bách Xuyên. Sau một kích pháp quyết mang theo chân khí mạnh mẽ và sức mạnh thần hồn, ngón tay Dương Bách Xuyên lướt nhanh trên phù văn ban đầu của Diệp Ninh, bắt đầu khắc chồng lên, chỗ khó trong đó là không thể phá hỏng nền tảng phù văn bản đồng mới có thể bao trùm thành công. Điều này đòi hỏi một sức mạnh linh thức mạnh mẽ để tập trung vào, kiểm soát sức mạnh thật chính xác, nếu không sẽ thất bại. Dương Bách Xuyên vẫn có lòng tin về phương diện này. Dù sao hắn đã từng luyện đan dược, cũng hiểu con đường trận pháp, cả hai đều là đại đạo để tôi luyện việc vận dụng sức mạnh thần hồn chính xác. Đại đạo thiên hạ trăm sông đổ về một biển, trận pháp và con đường luyện khí cũng không ngoại lệ, tất cả hắn đều đã nắm chắc. Hơn nữa cuối cùng là thay đổi phù văn trận pháp trên thuyền phi hành, không phải luyện khí thật sự. Cộng thêm chủ nhân của thuyền phi hành Diệp Ninh và Diệp Vô Tâm ở bên cạnh củng cố trung tâm thuyền phi hành cũng là sức mạnh giúp đỡ gia tăng thành công cho Dương Bách Xuyên. Một tiếng vang trầm trầm vang lên. Diệp Ninh trợn mắt,
trong lòng lập tức mừng rỡ, tiên sinh đúng là thần tiên, quả nhiên thành công, thì ra là đang bao trùm khắc phù văn mới trồng lên nền tảng phù văn vốn có, như thế sẽ thành công. Tuy rằng Diệp Vô Tâm không hiểu mấu chốt trong đó nhưng nhìn thấy một kích của Dương Bách Xuyên không phá hỏng phù văn trung tâm, đồng thời thấy vẻ vui mừng trên mặt Diệp Ninh thì biết Dương Bách Xuyên đã thành công, trong lòng nàng không khỏi nói thầm, xem ra thằng nhóc này có chút tài năng đấy. Có điều lúc này hai người đều thấy vẻ mặt Dương Bách Xuyên cực kỳ tập trung, vì vậy căn bản không dám lên tiếng, sợ quấy rầy Dương Bách Xuyên. Mà trong lòng Dương Bách Xuyên cũng thả lỏng, thành công rồi. Phù văn đầu tiên bao trùm khắc trồng lên đã hoàn thành, tiếp theo sẽ dễ dàng hơn một chút. Trận pháp tấn công mà hắn chuẩn bị thêm vào chính là Chân Nguyên Thiên Sát Trận. Chân Nguyên Thiên Sát Trận, ý nghĩa như tên, đòi hỏi chân khí. Số lượng càng nhiều thì uy lực càng lớn, có thể chịu được chân khí của hơn ngàn người, từ đó chuyển hóa chân khí thành thứ tương tự với kiếm khí rồi giết địch, cũng là trận pháp lan ra bốn phía, phù hợp với tình hình hiện tại nhất. Tổng cộng phải khắc ra 36 phù văn trận pháp, với Dương Bách Xuyên mà nói tuy rằng hắn đã tìm được đúng đường nhưng để làm cũng là một việc vô cùng vất vả. Phải mất cả một canh giờ sau đó mới khắc xong phù văn cuối cùng. Sau khi phù văn trận pháp cuối cùng được hoàn thành, trận pháp trung tâm ở chính giữa thuyền phi hành bùng lên ánh sáng, cuối cùng hoàn thành. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng mệt đến ngất ngư. Hắn không có chút hình tượng đặt mông ngồi xuống đất, mặt mày tái nhợt nói, lão Diệp, thành công rồi, bây giờ ngươi chỉ cần khởi động sát trận là được. Đi thử xem uy lực thế nào đi, ngươi là cao thủ Nguyên Anh, tự mình lo liệu trận pháp cộng thêm sức mạnh của mọi người trên thuyền phi hành. Chỉ cần chúng ta không đụng phải yêu thú vượt qua ngươi thì có lẽ đã đủ để giết ra ngoài. Diệp Ninh là chủ nhân của thuyền phi hành, nền tảng phù văn là do ông ta khắc, ông ta và thuyền phi hành tâm ý tương thông. Sau khi Dương Bách Xuyên hoàn thành trồng lên phù văn trận pháp thì tất nhiên ông ta biết đầu tiên, đồng thời ông ta cũng biết cách khởi động trận pháp thế nào. Trong lòng Diệp Ninh thật sự chấn động với thủ đoạn khắc trồng trận pháp của Dương Bách Xuyên. Diệp Ninh cảm ơn Dương Bách Xuyên một tiếng rồi không nghi ngờ chậm trễ, giờ phút này trận pháp phòng ngự trên thuyền phi hành đã bị chim phong lôi tấn công một canh giờ, đã trở nên không ổn định, chân khí của tất cả mọi người cũng bị tiêu hao hơn phân nửa, một số người trên thuyền phi hành sợ hãi trong lòng, nếu mở sát trận bây giờ chính là tiêm một mũi ổn định lòng người, có thể nâng cao sĩ khí. Ngay sau đó Diệp Ninh đứng chính giữa trung tâm thúc giục trận pháp tấn công. Phụt phụt phụt. Chiếu chiếu chiếu. Khoảnh khắc Chân Nguyên Thiên Sát Trận được khởi động, tất cả chân khí đều được chuyển hóa thành sức mạnh chí cương chí dương, từ thuyền phi hành tỏa ra bốn phương tám hướng như kiếm khí, bắn về phía trước rồi nổ tung như nghìn luồng kiếm khí. Từng tiếng tấn công vang lên, kèm theo đó là tiếng chim phong lôi kêu thảm thiết. Dương Bách Xuyên nhìn xuyên qua màn ánh sáng, sau khi một con chim phong lôi thân dài nửa mét bị đánh trúng thì rơi xuống như sủi cảo. Dương Bách Xuyên thấy cảnh tượng này cuối cùng cũng yên tâm, nhắm hai mắt lại bắt đầu điều hòa hơi thở. Lúc hắn nhắm mắt, trong tai đã nghe được tiếng hoan hô của tất cả mọi người trên thuyền phi hành, đường chân trời vốn bị che lấp cũng theo đó sáng ngời. Dương Bách Xuyên nhìn thấy ánh mắt của Diệp Vô Tâm rơi lên người hắn, sâu trong ánh mắt có chút phức tạp, trong lòng hắn cười đắc ý, Diệp ma nữ bị mình khuất phục rồi, khà khà. Đương nhiên hắn cũng chỉ nói trong lòng một chút mà thôi. Nếu nói ra khỏi miệng chưa biết chừng sẽ chọc nữ ma đầu này xù lông. Diệp Ninh cũng mừng rỡ bảo, tiên sinh, thành công rồi, uy lực khổng lồ, chúng ta có thể xông ra rồi, ha ha ha. Gương mặt trắng bệch của Dương Bách Xuyên treo ý cười, hắn tiến vào trạng thái tu luyện, bây giờ hắn rất suy yếu, cần điều dưỡng. Trong lầu nhỏ, Diệp Ninh mừng rỡ cười to, lúc này Diệp Vô Tâm lại mở miệng bảo, Ninh thúc thúc nhỏ giọng một chút. Dương Bách Xuyên đang nhập định điều dưỡng. Diệp Ninh quay đầu lại mới thấy mặt mày Dương Bách Xuyên trắng bệch, ông ta lúng túng nói, đúng đúng đúng, nhỏ giọng, là ta sơ suất, làm phiền tiểu thư hộ pháp cho tiên sinh, ta đi điều khiển sát trận, thoát khỏi vòng vây của đám súc sinh này. Có sự tồn tại của sát trận cộng thêm sức mạnh của mọi người trong thuyền phi hành được tập hợp lại, hơn nữa có Diệp Ninh thân là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh đích thân điều khiển, cùng đối phó với vô vàn con chim phong lôi. Sau một vài đợt tấn công, một con đường đã được mở ra, mọi người có thể thoát ra ngoài trong nháy mắt. Tất cả mọi người bắt đầu reo hò. Mà chim phong lôi cũng có vẻ như đang muốn chạy. Chung quy thì dưới một sát trận mạnh mẽ như vậy,
có một lượng lớn chim phong lôi đã bị giết bởi sát trận nên chúng nó muốn chạy trốn cũng là chuyện bình thường. Nhưng đúng lúc này lại vang lên một tiếng thét dài đâm thủng màng nhĩ. Giống. Rất rõ ràng, một tiếng thét dài này hoàn toàn khác với tiếng kêu của chim phong lôi bình thường. Ngay sau đó tất cả mọi người nhìn thấy đám chim phong lôi vốn đang định trốn chạy đã đồng thời tập trung lại một lần nữa sau tiếng thét dài ấy, nhanh chóng bao vây thuyền phi hành. Hơn nữa lần này chúng nó còn điên cuồng hơn cả lúc trước, trực tiếp đâm sầm vào thuyền phi hành như thể thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Một tiếng thét dài giống như là tiếng kèn lệnh của quân vương tướng lĩnh nhằm kêu gọi quân binh dưới trướng công thành vậy đó. Bởi thế, chim phong lôi vốn sắp phân ra nay lại tập trung nhiều hơn. Một cảnh tượng kinh hoàng hơn hiện ra. Giống. Khi tiếng thét dài thứ hai vang lên, một con yêu thú chim phong lôi mình dài 3 mét xuất hiện. Không giống như thân thể và cặp mắt màu xám đen của chim phong lôi bình thường, toàn thân con chim phong lôi này hoàn toàn trắng như tuyết, hòa làm một với những đám mây trắng ở trên bầu trời. Trên cơ thể nó còn có mấy đường hoa văn mờ nhạt hiện lên, hơn nữa trên đầu còn mọc một chiếc sừng thô chắc dài tầm một thước to bằng cánh tay em bé. Một đôi mắt yêu dị đỏ như máu, hai cánh xòe ra dài gấp rưỡi thân thể, càng nhìn càng thấy giống 9 mét. Trên hai cái đùi của nó có mọc vảy trắng, móng vuốt như quạt hương bồ vậy, móng tay cũng yêu dị đỏ như máu giống như đôi mắt, cứ như thể vừa mới bị vấy máu lên. Nó có 5 ngón tay, nhiều hơn mấy con chim phong lôi bình thường một ngón. Nhìn chung diện mạo của con chim phong lôi khổng lồ này trông cực kỳ có phong cách và rất ưa nhìn. Nhưng mà vào lúc này mọi người đều biết rằng con chim phong lôi không giống người thường này chính là một con yêu thú đòi mạng. Sau khi con chim phong lôi toàn thân trắng như tuyết đó thét dài một tiếng, hai cánh của nó bắt đầu đập mạnh, nhanh chóng di chuyển từ xa đến gần, tốc độ giống như tia chớp cắt ngang bầu trời. Khi cách thuyền phi hành chỉ còn khoảng 10 mét thì nó dừng lại giữa không trung, đột nhiên há mồm, giống. Trong tiếng gầm giống tức giận tựa như sấm chớp ngập trời. Một lưỡi kiếm gió dài 3 mét phun ra từ trong miệng nó. Ở trong mắt mọi người, lưỡi kiếm gió này còn xen lẫn cả tia chớp bên trong nữa. Đùng đoàng. Một tiếng đinh tai nhức óc thật lớn vang lên, giống như tiếng thiên thạch va vào một ngọn núi lớn rồi núi lớn hoàn toàn sụp xuống vậy. Đương nhiên một kích này không phải thiên thạch va vào núi lớn, mà là đòn tấn công của con chim phong lôi khổng lồ này đã đánh trúng thuyền phi hành. Thuyền phi hành phát ra trăm ngàn đạo lực lượng chân khí chí dương chí cương, nhưng mấy pha tấn công áp dụng lên người con chim phong lôi khổng lồ đó hoàn toàn không có chút tác dụng nào cả. Từ nơi lưỡi kiếm gió phun ra từ miệng nó đi qua, đòn tấn công của chân khí trực tiếp bốc hơi như gặp phải nước ở nhiệt độ cao. Lưỡi kiếm gió dài hơn 3 mét thế như trẻ tre, hung hăng quất lên thuyền phi hành một cách dễ như trở bàn tay. Chỉ riêng cú đánh này đã khiến cho màu sắc của màng ánh sáng phòng ngự trên thuyền phi hành tối đi trông thấy. Toàn bộ thuyền phi hành bắt đầu rung lắc dữ dội như thể vừa xảy ra một trận động đất lớn. Từ khi con chim phong lôi toàn thân trắng như tuyết này xuất hiện cho đến khi thuyền phi hành bị công kích, cũng mới chỉ xảy ra trong nháy mắt. Tốc độ quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người rơi vào trạng thái hoang mang. Sau khi nhận ra thuyền phi hành đang bắt đầu rung lắc dữ dội, mọi người lập tức phản ứng lại. Giờ còn xuất hiện một biến cố lớn nữa chứ. Trong số 500-600 người có mặt trên thuyền phi hành cũng có không ít người có tầm nhìn rộng, sau khi phản ứng lại thì lập tức hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ nói, là yêu vương phong lôi vương biến dị. Trời ơi thế là toi mang rồi. Thật ra ngay cả khi người này không lên tiếng, mọi người cũng nhìn ra được rằng con chim không giống bình thường này chính là vua của những con chim khác. Chẳng qua một tiếng yêu vương biến dị trong câu trước của người này lại khiến cho mọi người đồng loạt thay đổi sắc mặt. Mọi người đều biết hai chữ biến dị có nghĩa là gì. Trong bầy đàn yêu tộc, thường có một số yêu thú phát triển không ngừng, có một số con vừa sinh ra chính là yêu thú cấp cao, hơn nữa sau này có thể tự tiến hóa thông qua việc hấp thụ linh khí thiên địa và tinh hoa nhật nguyệt, nhờ đó mà trở nên mạnh mẽ, đến cuối cùng thậm chí còn có thể biến thành người nữa. Nhưng cũng có một số yêu thú trời sinh vừa ra đời đã mang một tu vi nhất định, nhưng sau này lại rất khó để trưởng thành. Ví dụ như con chim phong lôi ở trước mắt này, vừa sinh ra đã là yêu thú cấp 3 rồi, ngang ngửa với tu chân giả có tu vi kim đan kỳ của nhân tộc. Giai đoạn ban đầu có thể so sánh với kim đan sơ kỳ, giai đoạn cuối chạm mốc kim đan đại viên mãn rồi thì sẽ không thể tiếp tục phát triển thêm nữa,
mãi mãi dừng chân tại giai đoạn yêu thú cấp 3. Đây cũng là sự cân bằng của thiên đạo, cho chim phong lôi vừa kêu lên một tiếng đã là thực lực cấp 3, nhưng sẽ không để chim phong lôi đột phá lên yêu thú cấp 4. Nhưng mà, chung quy thì trên thế gian luôn tồn tại rất nhiều biến số, không phải là kiểu đã hình thành rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi. Yêu thú biến dị chính là biến số của thiên đạo. Loại biến dị này thường là một cơ hội lớn, rất khó để bắt gặp, nhưng nó lại tồn tại. Ví dụ như một con yêu thú nào đó đã vô tình cắn nuốt thiên tài địa bảo, nhờ vậy giúp cho huyết mạch hoặc là thân thể, thậm chí là linh hồn của nó xảy ra biến dị. Từ đó phá vỡ được định luật của thiên đạo, từ nay về sau bước trên con đường phi thường. Con chim phong lôi vương trắng như tuyết xuất hiện bây giờ chính là loại yêu thú biến dị đó. Thông thường thì trong số các yêu thú biến dị là đáng sợ nhất. Bởi vì một khi yêu thú bị biến dị, là đã phá vỡ định luật tồn tại nào đó của thiên đạo, hơn nữa còn có thể kèm theo thiên phú thần thông sau khi bị biến dị nữa, cực kỳ cường đại và đáng sợ. Yêu thú biến dị còn nguy hiểm hơn cả độ thiên kiếp, tỷ lệ sống sót vô cùng xa vời. Dưới thiên đạo không cho phép có một loại sinh vật nghịch thiên như vậy tồn tại, nhưng nếu nó đã sống sót được thì chắc chắn nó một loài phi thường. Vậy nên mới đáng sợ. Ở tu chân giới có lưu truyền một câu ngạn ngữ nhằm vào yêu thú biến dị, thà chọc thần thú còn hơn là đi trêu biến dị. Đã là một con yêu thú biến dị có thể sống sót được, thường sẽ là thế hệ có linh trí rộng mở, hiểu rõ thiên cơ, bí thuật thần thông không cái nào là không biết, muốn chết cũng khó. Sau khi con chim phong lôi biến dị đó tấn công, đám người trên thuyền phi hành bắt đầu trở nên nóng nảy. Có người hô lên, toang rồi, yêu thú biến dị xuất hiện. Toang thật rồi, mau mở màn phòng ngự ra, ta muốn đi ra ngoài, ta không muốn ngồi đây chờ chết đâu. Đúng vậy, mở màn phòng ngự ra, ta cũng muốn đi ra ngoài. Mở ra. Sự thật chứng minh năng lượng tiêu cực là thứ lây lan nhanh nhất, trong lúc nhất thời toàn bộ người trên thuyền phi hành đều kêu la đòi mở màn phòng ngự ra để chạy trốn. Ở trong mắt bọn họ, yêu thú biến dị cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ, hoàn toàn không thể chống lại được. Chưa kể ở sau lưng chim phong lôi biến dị còn có một đám chim phong lôi bình thường lít nhít bay theo nữa. Sớm muộn gì màn phòng ngự của thuyền phi hành cũng sẽ bị xuyên thủng, cứ giữ vững phòng thủ như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Thay vì như thế, chẳng thà tận dụng cơ hội mà trốn thoát, mọi người chia nhau ra chạy trốn, kiểu gì cũng sẽ tìm được cơ hội. Ai may mắn thì sẽ sống, còn kẻ xui xẻo thì sẽ chết thôi. Đồng thời sau khi chim phong lôi biến dị tấn công thuyền phi hành, Dương Bách Xuyên cũng bị sự rung lắc và đong đưa quấy dày, dần thoát khỏi trạng thái ngồi thiền, cũng may hắn đã điều dưỡng xong rồi. Hắn vừa mở mắt ra đã trông thấy chim phong lôi toàn thân trắng như tuyết. Ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng thảo luận và la hét của mọi người trên thuyền phi hành. Đương nhiên Dương Bách Xuyên đã từng nghe về yêu thú biến dị nên hắn cũng biết được sự lợi hại của yêu thú biến dị. Sắc mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía Diệp Ninh, nói, lão Diệp, người có đối phó được với con chim phong lôi biến dị này không? Giờ phút này sắc mặt của Diệp Ninh cũng xanh trắng đan xen. Ông ta nghe thấy Dương Bách Xuyên hỏi vậy thì chua xót nói, nhìn từ đòn tấn công vừa rồi thì có thể thấy thực lực của con chim phong lôi biến dị đó sánh ngang với Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, mà đây mới chỉ là tu vi thôi, yêu thú biến dị thì thường hay có thiên phú thần thông nào đó. Đó mới là thứ đáng sợ nhất, hơn nữa còn có vô vàn con chim phong lôi bình thường khác nữa, ta cũng không dám chắc là mình có thể đối phó nó. Lúc này Diệp Vô Tâm hừ lạnh nói, đám người chết tiệt này, hiện giờ cứ kêu la đòi mở màn phòng ngự để xông ra, ra ngoài rồi thì có mấy người có thể sống sót chứ. Dương Bách Xuyên cũng nghe thấy tiếng kêu la và quát tháo ở bên ngoài, đòi mở màn phòng ngự ra. Trong lòng thầm thở dài, sĩ khí tiêu tán, toang thật rồi. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng thanh thúy. Răng rắc. Là âm thanh của sấm sét. Không hay rồi, quả nhiên con súc sinh này có thân thể thiên phú, không ngờ lại là sấm sét, không đúng, là sự kết hợp của sấm sét và kiếm gió. Diệp Ninh thất thanh kêu to. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, giờ phút này trên chiếc sừng đơn mọc trên đỉnh đầu của con chim phong lôi biến dị có tia chớp vờn quanh, hình thành một tia sấm sét dài hơn 3 trượng. Xung quanh tia sét ấy còn có sức gió xoáy quanh, nhìn như đang ấp ủ một chiêu lớn. Mọi người trên thuyền phi hành kêu càng lúc càng lớn. Giống.
Một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang lên, sấm sét rạch ngang. Đùng đùng, răng rắc. Tia sét dài hơn 3 trượng đột nhiên bùng ra từ cái sừng đơn trên đầu con chim phong lôi biến dị, nhanh chóng lao thẳng về phía thuyền phi hành. Sắc mặt của Diệp Ninh lập tức thay đổi, hét lớn, tiểu thư, ta mở màn phòng ngự ra, ngươi và tiên sinh đi mau, dưới một kích này, màn phòng ngự của thuyền phi hành sẽ bị phá. Diệp Ninh vừa dứt lời thì cũng thuận tay mở màn phòng ngự của thuyền phi hành ra, tất cả mọi người lập tức tản ra 4 phương 8 hướng để chạy trốn. Mà đòn tấn công dài 3 trượng của con chim phong lôi biến dị đó cũng rơi xuống thuyền phi hành. Uinh uinh, toàn bộ thuyền phi hành cũng mất đi thăng bằng dưới một kích này, bỗng nhiên lật nghiêng. Trong nháy mắt, những người vẫn chưa kịp chạy thoát đều bị ném thẳng ra khỏi thuyền phi hành. Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm đã phi ra ngoài ngay lúc đó, hai người bọn họ đều là tu vi kim đan nên việc phi hành chỉ là chuyện thường như cơm bữa. 6 tùy tùng của Diệp Vô Tâm cũng vọt ra ngoài ngay tức khắc, gắt gao bám sát Diệp Vô Tâm. Vừa phi ra khỏi thuyền phi hành và dừng giữa không trung, mọi người đã bị vô số chim phong lôi bao vây lại, tất cả mọi người đều bị như thế hết. Vào thời điểm này thì phải xem bản lĩnh của từng người như thế nào rồi, có thực lực có bản lĩnh thì có thể chạy thoát, không có thực lực không có bản lĩnh thì kết cục chính là bị chim phong lôi giết chết và rỉa thịt. Trong giây phút Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm xông ra thì kiếm đồ long lập tức xuất hiện trong tay, vung tay chém một đường. Dưới sự thúc giục của chân khí cường đại thì với tu vi hiện tại của Dương Bách Xuyên, cho dù hắn không sử dụng kiếm huyền hoàng thì đây cũng là một kích mà một cao thủ kim đan kỳ bình thường khó có thể đỡ được. Huống chi người nào đó họ Dương chỉ một lòng nghĩ tới việc chém giết, một chiêu này đã bao gồm chân khí cộng thêm kiếm khí của kiếm huyền hoàng, khi vung kiếm, chim phong lôi đang lao tới lập tức bị chém thành 2 nửa dưới kiếm đồ long của hắn. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn đối mặt với chim phong lôi có cấp bậc ngang với cấp 3 bậc 2, nếu chúng nó là cấp hậu kỳ và đại viên mãn thì hắn chưa chắc có thể chém giết nhẹ nhàng như vậy. Nhưng phải nói rằng, trong đám chim phong lôi không đếm xuể này, những con chim phong lôi có cấp bậc đại viên mãn cũng chỉ là thiểu số, hơn nữa đám yêu cầm này là sinh linh có hạn chế về trí tuệ, là hậu duệ của hung thú. Trong yêu tộc, đương nhiên cũng chia ra linh yêu và hung yêu. Linh là chỉ những yêu tộc trời sinh linh tính và có khả năng phát triển, mà hung yêu thì lại giống như chim phong lôi vậy, là yêu tộc có trí tuệ không tốt và tính tình còn hung tàn nữa. Dương Bách Xuyên liếc qua thì nhìn thấy một cây roi dài không biết đã xuất hiện trong tay Diệp Vô Tâm từ khi nào, thật ra trông nó giống một sợi dây mây mềm mại hơn, bên trên mọc đầy những cái lá nhỏ màu xanh biếc, nhưng lại tỏa ra hơi thở khiến người ta phải giật mình. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cây roi dài trong tay Diệp Vô Tâm cũng là một kiện pháp khí cực đỉnh. Chỉ thấy nàng vung roi dài ra, roi vừa quất trúng chim phong lôi thì sẽ lập tức làm cho thân thể của con chim phong lôi vừa bị quất trúng đó bốc khói, con nào dính phải cú nặng hơn thì sẽ bị Diệp Vô Tâm quất đến nổ tung và hóa thành một đống máu vụn. Nhìn thấy sức mạnh của cây roi dài trong tay Diệp Vô Tâm, Dương Bách Xuyên cũng không nhịn được mà giật giật. Trong lòng thầm nói, mẹ nó. Thực lực của nữ ma đầu này ghê thật đó, sau này mình phải tinh mắt hơn mới được. Khi đang thầm nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên không tự chủ được mà cách xa Diệp Vô Tâm. Thật ra trong lòng người nào đó họ Dương cũng thấy hơi sợ, sợ bị cây roi trong tay của Diệp Vô Tâm quất trúng. Nhưng sợ cái gì thì sẽ tới cái đó, hắn chợt nghe thấy Diệp Vô Tâm nói, Dương Đại Công Tử, người có thể đứng gần ta một chút được không? Đợi lát nữa mà bị yêu cầm bao vây tấn công. Bổn cô nương không rảnh để ý đến ngươi, ngươi cũng chỉ có thể trở thành điểm tâm cho chim phong lôi thôi đấy. Trong lòng Diệp Vô Tâm nghĩ rằng dù sao nàng cũng có tu vi kim đan đại viên mãn, trong tay còn có bảo vật mà lão tổ Diệp gia đã ban cho, roi thiên diệp, hơn nữa còn có 6 cao thủ kim đan hậu kỳ bảo vệ, liều chết xông ra ngoài không khó. Mà Dương Bách Xuyên mới chỉ là tu vi kim đan trung kỳ, ở trong mắt một đại tiểu thư như nàng, đối mặt với vô số đòn tấn công của chim phong lôi. Người bị thiệt nhiều nhất chính là Dương Bách Xuyên. Chung quy thì, không biết tại sao người nào đó họ Dương lại có một vị trí rất đặc biệt ở trong lòng nàng, nên nàng không muốn hắn bị thương. Còn về phần Dương Bách Xuyên có thể giết chết Tử Thất có tu vi kim đan hậu kỳ ở trên đài khiêu chiến trong thành tán tu lần trước, nàng trực tiếp bỏ qua. Đối phó Tử Thất là đối phó với một người, nhưng hiện giờ lại phải đối mặt với vô vàn yêu cầm. Thực lực của một con yêu cầm kém nhất đã ngang ngửa với tu chân giả có tu vi kim đan trung kỳ của nhân tộc rồi,
mà trong đám đó còn có yêu cầm ngang ngửa với cấp bậc đại viên mãn. Bảo vệ Dương Bách Xuyên là một hành động theo bản năng. Dương Bách Xuyên nghe thấy Diệp Vô Tâm nói như thể ghét bỏ hắn lắm, trong lòng tức thì cảm thấy buồn bực cực kỳ. Sao hắn lại không nghe ra được là Diệp Vô Tâm đang coi hắn trở thành con chồng trước chứ? Ý là của nợ, gánh nặng. Rất muốn gào to một câu, ca đây không cần ai bảo vệ. Nhưng mà sau khi nghĩ lại, Dương Bách Xuyên vẫn nuốt lời đó xuống. Nói gì thì nói, hắn vẫn hiểu được là Diệp Vô Tâm đang lo cho sự an toàn của hắn, lo rằng hắn sẽ bị chim phong lôi ăn thịt. Ở đời, có thể được người khác lo lắng nhớ thương thì đều là niềm hạnh phúc. Trong lòng Dương Bách Xuyên, đây là phước lành tu luyện từ kiếp trước mới có nên hắn không thể làm phụ lòng nàng được. Hắn lập tức lắc mình đến bên cạnh Diệp Vô Tâm. Lúc này Diệp Vô Tâm đang vung cây roi dài liên tục, trả lời luôn không quay đầu lại, đi theo ta, chúng ta xông ra ngoài. Được. Dương Bách Xuyên gật đầu một cách chắc nịch, họ đang nằm trong vòng vây của bọn yêu thú, phải mở một đường máu ra ngoài rồi tính, hắn cũng biết thời gian đã gấp rút lắm rồi. Một bên khác, Diệp Ninh vẫn còn đang ở trên thuyền phi hành. Ban đầu Dương Bách Xuyên còn lo lắng cho ông ta nhưng không ngờ giây phút ấy lại thấy thuyền phi hành phát sáng rạng rỡ. Nó thu nhỏ lại thật nhanh rồi Diệp Ninh cầm cổ kiếm đứng giữa không trung. Dù gì cũng chẳng có ai trên thuyền phi hành nên ông ta thu nhỏ nó rồi cất đi. Sau đó, Diệp Ninh nhìn về phía Diệp Vô Tâm, khóe mắt Dương Bách Xuyên giật giật, anh thấy Diệp Ninh không đi qua mà giơ tay ra, soạt soạt chém hai nhát kiếm tới chim phong lôi ở đằng trước Diệp Vô Tâm từ xa. Hai nhát kiếm nhìn thì nhẹ nhàng nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được dao động chân khí hùng hậu từ chúng, hơn nữa trong đó còn chứa đựng cả sức mạnh thần hồn mạnh mẽ. Phụt phụt phụt. Vèo vèo vèo. Hai nhát kiếm của Diệp Ninh tức thì chém trúng chim phong lôi phía trước Diệp Vô Tâm, không lệch một ly. Cơ thể nó chia năm xẻ bảy, từng miếng thịt nát bươm rơi lả tả xuống. Con chim đã bị kiếm khí của Diệp Ninh chém tan xác. Một khe hở rộng 3 mét xuất hiện, đánh tan vòng vây của chim phong lôi. Tiểu thư, các ngươi đi trước đi. Diệp Ninh gầm lên với Diệp Vô Tâm rồi xoay người vung kiếm ngay. Bởi vì con yêu vương phong lôi biến dị kia đang tấn công ông ta. Chứng kiến sự lợi hại của Diệp Ninh, nỗi lo âu trong lòng Dương Bách Xuyên cũng bay biến, hắn thì thầm, đúng là cao thủ nguyên anh cảnh có khác, mạnh thật, có thể dung hợp sức mạnh thần hồn với chân khí để ra chiêu. Thế là giam cầm cả khí thức rồi còn gì, muốn chạy trốn cũng khó. Đi thôi. Đúng lúc đó, Diệp Vô Tâm thét lớn, thân hình thoáng cái bay tới khe hở được Diệp Ninh chém ra đầu tiên. Dương Bách Xuyên theo sát phía sau nàng, không còn lo lắng cho Diệp Ninh nữa vì nghĩ với tu vi nguyên anh cảnh, dù Diệp Ninh không đánh lại yêu vương phong lôi biến dị thì việc chạy thoát thân cũng không thành vấn đề với ông ta. Diệp Ninh cũng đang tranh thủ thời gian cho Diệp Vô Tâm, dù gì yêu vương phong lôi biến dị cũng ở ngay cách đó không xa, nếu bị cầm chân thì khó lòng chạy thoát. Sáu hộ vệ của Diệp Vô Tâm cũng nối gót theo sau, luôn luôn đứng xung quanh nàng. Pháp khí mỗi hộ vệ đang cầm đều là linh khiếu cực phẩm, là cấp bậc trang bị thượng hạng đối với Dương Bách Xuyên. Hắn thầm nghĩ, xem ra Diệp Vô Tâm cực kỳ quan trọng với những người này, đường đường một tu sĩ nguyên anh như Diệp Ninh mà đã vậy rồi, sáu tên hộ vệ còn lo sốt phó cho nàng hơn. Đâm ra hắn theo sau rất an toàn nhưng GNK lại thấy khó chịu trong bụng, tâm lý chủ nghĩa đàn ông không cho phép hắn núp sau lưng phụ nữ để được an toàn. Chẳng mấy chốc tám người đã phi tới sát rìa khe hở, ngay lúc họ sắp sửa ra ngoài thì một tiếng hét đầy thảm thiết vọng lại vào tai Dương Bách Xuyên. Theo phản xạ hắn quay ngoắt sang nhìn, phát hiện mấy người trong phủ của tả thành chủ Lý Gia Diệu đã bị chim phong lôi ngăn chặn, người vừa gào thét đau đớn kia chính là lão Tần kia, ông ta đã bị chim phong lôi đập gãy một tay. Giờ đây, lý trí nói với Dương Bách Xuyên rằng chỉ còn một bước nữa thôi là hắn sẽ ra ngoài, hắn sẽ an toàn. Hắn nên bỏ mặc đám người kia. Thế nhưng trong lòng lại cảnh báo nếu cứ thế mà đi thì hắn sẽ rất day dứt. Dẫu sao cả bọn cũng đi chung với nhau, mặc dù chỉ vừa quen biết nhưng vẫn có thể xem như người quen. Ngoài ra, nếu như hắn muốn tạm thời ở tại thành tán tu, thậm chí trở thành hữu thành chủ thì cứu mấy người này là việc tất yếu. Tả thành chủ Lý Gia Diệu từng nói sáu người này đều là người bản địa của thành tán tu, rất có tiếng tăm. Sau này muốn làm thành chủ thì phải nhận được sự ủng hộ của những người này. Nhiều suy nghĩ xẹt qua trong đầu, Dương Bách Xuyên quyết định cứu người.
Tuy tu vi của hắn là kim đan trung kỳ nhưng vẫn có cách để đối phó với chim phong lôi, thuật khống lôi có thể sẽ chiếm ưu thế rất lớn ở đây. Dương Bách Xuyên lập tức sử dụng ý niệm biến ra giáp nhật nguyệt càn khôn, tay phải lập lòe ánh sáng bạc. Trích tinh, lao nguyệt. Sau khi tung hai thần thông ra, hắn cũng vung kiếm đổ long trên tay trái. Ầm. Vèo. Âm thanh nặng nề truyền đến đầy vang dội, bên cạnh đó còn có tiếng rít thê lương của chim phong lôi. Một đường máu được mở ra giữa vòng vây của 6 người. Đi mau. Dương Bách Xuyên lắc mình đi qua, không ngừng vung kiếm chém, hắn hét to với đám lão tần. Vốn dĩ 6 người đều đã tuyệt vọng, chân khí trong cơ thể vốn đã bị hao hụt từ lúc chống đỡ thuyền phi hành hoạt động, sau khi lao ra khỏi thuyền phi hành chém giết thì đã là đèn cạn dầu, đã thế còn bị cả bầy chim phong lôi bao vây tấn công, giết mãi không hết. Đang lúc 6 người toàn bỏ cuộc thì Dương Bách Xuyên ra tay cứu giúp. 6 người không kịp cảm ơn, vội vã xông ra ngoài. Giờ phút này, Diệp Vô Tâm vừa thoát khỏi thế kìm kẹp của bầy chim phong lôi thấy Dương Bách Xuyên quay lại cứu người thì suýt chút nữa đã tức chết, chửi ầm lên, Dương Bách Xuyên, người muốn chết đúng không? Dương Bách Xuyên không hề tức giận khi Diệp Vô Tâm mắng mình, ngược lại trong lòng hắn còn rất cảm động, hắn biết Diệp ma đầu là vì lo lắng cho hắn nên mới tức giận chửi mắng. Các ngươi đi trước. Dương Bách Xuyên không ngừng vung thanh kiếm đổ long trong tay, chém về phía chim phong lôi đang không ngừng vây quanh mình. Hắn hét lớn với Diệp Vô Tâm và thủ hộ của nàng. Giờ phút này, 6 người lão tần thở phào nhẹ nhõm, một đám chen lấn chạy ra khỏi vòng vây của chim phong lôi. Dương thành chủ, đi mau. 5 người khác mang theo cảm kích chém giết liều mạng xông ra ngoài, chỉ có lão tần dừng lại bên cạnh Dương Bách Xuyên bảo hắn đi. Dương Bách Xuyên cười khổ, hắn cũng muốn đi, nhưng mà đi không nổi. Mặc dù hắn giúp được 6 người lão tần thoát khỏi vòng vây, nhưng hắn đã chọc giận chim phong lôi cuối cùng bản thân lại bị vây chặt. Lão Tần, người rút lui trước, sau đó ta sẽ theo sau. Dương Bách Xuyên nhìn lão Tần bị mất đi một cánh tay, bảo hắn rút trước, giờ phút này lão Tần rất dễ thoát ra khỏi đây, nhưng kéo dài thêm chút nữa thôi, bị chim phong lôi quấn lấy thì muốn đi cũng khó, chủ yếu là vết thương đứt tay rất nghiêm trọng. Dương Bách Xuyên lại có thêm nhận thức mới về lão Tần, từ lần đầu tiên gặp lão đầu này ở phủ thành chủ. Cũng bởi vì bản thân cắt ngang lời của lão Tần mà lão đã từng quát mắng Dương Bách Xuyên. Nhưng hiện tại xem ra, lão Tần là một người tính tình thẳng thắn, tâm địa không tệ. Một đoàn 6 người, 5 người kia sau khi được Dương Bách Xuyên cứu ra khỏi vòng vây, bọn họ chen lấn chạy ra bên ngoài, chỉ duy nhất có lão Tần bị mất đi một tay, bị thương rất nặng, nhưng sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị chim phong lôi quấn lấy, lão không hề rời đi ngay mà còn nhích tới gần, cố gắng giúp Dương Bách Xuyên thoát khỏi vây khốn. Không thể không nói, nhân phẩm của một người như thế nào thường được thể hiện vào những lúc khó khăn nguy hiểm, điểm này bất kể là tu chân giả hay là phàm nhân đều không ngoại lệ. Chỉ nghe lão Tần cười ha ha thản nhiên đáp, nếu bây giờ lão Tần ta rời đi thì có khác gì với bọn chim muông này. Dương thành chủ đại nghĩa không tiếc nguy hiểm cứu chúng ta, hành động này lão đây vô cùng cảm kích, lão Tần ta cũng không muốn làm xúc sinh vong ân phụ nghĩa, chết thì có sao, nếu đi thì phải đi cùng nhau. Lời cuối lão Tần rất lớn tiếng, chính là nói cho 5 người đã chạy thoát nghe, sao lão lại không nhìn ra tâm tư ích kỷ của bọn họ, Dương Bách Xuyên cứu tất cả mọi người, hiện tại người ta lâm vào cảnh khốn khó, 5 người khốn kiếp không thèm để ý, chỉ lo chạy trốn, chuyện này khiến lão Tần rất bực mình. Mặc dù mất đi một cánh tay trái nhưng tu vi của lão Tần cũng không kém, lão là kim đan đại viên mãn, khu pháp khí trong tay, mỗi lần đều có thể chém giết chim phong lôi đang xông lên. Không ngừng áp sát tới chỗ Dương Bách Xuyên. Còn về 5 người đã chạy thoát khỏi vòng vây yêu thú vừa rồi, sau khi nghe thấy lời của lão Tần, bọn họ mặt đỏ tía tai, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Nếu thật sự bảo bọn họ lại xông vào cứu người, đối mặt với vô số chim phong lôi, còn có cả một biến dị phong lôi yêu vương đã đại chiến với Diệp Ninh, bọn họ sẽ không liều lĩnh đi vào một nơi nguy hiểm như vậy. Bị chửi vẫn còn hơn là toi mạng, lão Tần tự tìm đường chết cũng không thể trách bọn họ được. Mà Diệp Vô Tâm càng thêm phiền muộn, nàng quả thật đã bị Dương Bách Xuyên chọc tức chết rồi, rõ ràng là có thể thoát khỏi vòng vây nhưng hết lần này tới lần khác lại chọn làm người tốt, vậy mà còn quay trở về. Đồ khốn khiếp, đáng đời nhà ngươi, chạy được còn không chạy, ở đây ra vẻ anh hùng cái gì, chết là xứng đáng. Diệp Vô Tâm vô cùng tức giận, muốn xoay người rời đi. Nhưng sau khi bay đi được một đoạn, trong lòng Diệp Vô Tâm cảm thấy không thoải mái, ngẫm lại hành động của Dương Bách Xuyên. Trong mắt của người khác,
hắn chính là một ngốc, nhưng chính hắn lại đang cứu người. Mà Diệp Vô Tâm luôn có một cảm giác, khí tức từ trong xương cốt của Dương Bách Xuyên không giống với những người khác, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra khác nhau ở chỗ nào. Giờ phút này, nàng đột nhiên thông suốt, có lẽ là loại tình cảm này của Dương Bách Xuyên khiến nàng cảm thấy hắn không giống với bọn họ. Vì để mấy người trong thành tán tu cùng nhau thoát khỏi, đúng ra mà nói thì bọn họ không tính là đồng bạn, nhưng hắn vẫn mạo hiểm đi cứu người, đây không phải hành động mà người bình thường có thể làm được. Phải biết tu vi của bản thân hắn mới chỉ là kim đan trung kỳ, mà thứ hắn phải đối mặt chính là vô số yêu thú. Nhưng hắn vẫn chọn cứu người. Diệp Vô Tâm nghĩ, nếu nàng lâm vào cảnh bị vây khốn, Dương Bách Xuyên sẽ đi cứu nàng chứ? Dựa theo tính cách của tên khốn này, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Diệp Vô Tâm tự lẩm bẩm, sau đó xoay người nói với 6 hộ vệ bên cạnh, theo ta đi cứu người. Tiểu thư vẻ mặt của 6 tên hộ vệ nhất thời thay đổi. Nhờ có sự trợ giúp của Diệp Ninh, khó khăn lắm bọn họ mới giết xông ra ngoài được, bây giờ tiểu thư lại muốn vì một tên không biết trời cao đất dày như Dương Bách Xuyên mà quay trở lại. Thoát được ra ngoài đã khó khăn, nếu quay đầu còn muốn đi ra lần nữa, liệu có khả năng sao? 6 tên hộ vệ sốt ruột, sứ mệnh của bọn họ là bảo vệ sự an toàn của tiểu thư, bọn họ tuyệt đối không dám để nàng đi mạo hiểm. Có điều, mệnh lệnh của tiểu thư không thể không tuân theo. Khó cả đôi đường. Một nữ hộ vệ gọi là Tiểu Trúc lên tiếng, tiểu thư người ở lại, chúng ta đi. Tiểu Trúc hiểu rõ tính cách của tiểu thư nhà mình nhất, đừng nghĩ nàng chỉ là một nữ tử, nhưng nói một là một hai là hai, hơn nữa tiểu thư là người trọng tình cảm, nếu như nàng muốn cứu Dương Bách Xuyên thì nhất định sẽ cứu. Nhưng mà, Tiểu Trúc biết thân phận của tiểu thư nhà mình, nàng không thể phạm bất kỳ sai lầm nào, cho dù cả 6 hộ vệ chết hết, nàng cũng không thể để tiểu thư xảy ra việc bất trắc. Chúng ta đi. Tiểu Trúc làm việc rất lưu loát. Nàng vung tay lên dẫn đầu lao vào vòng vây chim phong lôi, xông thẳng tới chỗ Dương Bách Xuyên. Diệp Vô Tâm nhìn thấy đám Tiểu Trúc rời đi, nàng cầm trong tay roi thiên diệp, cũng bước theo sau. Nàng biết thực lực, nếu nàng không giúp một tay thì rất khó để cứu người. Nói ra, tuy là vòng vây của chim phong lôi rất lớn nhưng cũng không phải là không có ranh giới. Nếu nhìn kỹ lại thì đám chim phong lôi này luôn vây trong phạm vi 100 mét xung quanh phong lôi yêu vương biến dị. Nếu vượt qua phạm vi 100 mét này thì sẽ không bị truy đuổi. Lúc này, giữa không trung máu bay đầy trời, sau khi mấy trăm người chạy từ trong phi thuyền ra ngoài, tất cả đều bị chim phong lôi tấn công, thoát được không có bao nhiêu, những người tu vi yếu sớm đã ngã xuống. Mà đàn chim phong lôi cũng bị chém giết rơi như sủi cảo, nhưng vì số lượng nhiều nên bọn chúng vẫn chiếm ưu thế như cũ, cộng thêm có yêu vương biến bị, đơn giản mà nói bầy chim phong lôi lúc này chẳng khác gì con thiêu thân không sợ chết. Càng ngày càng điên cuồng, nhìn thấy người là sẽ công kích. Giữa vòng vây của chim phong lôi, Dương Bách Xuyên và Lão Tần giết tới đỏ cả mắt, một già một trẻ có muốn đi cũng không đi nổi, chỉ có thể liều mạng chém giết. Mới đầu còn có thể ứng phó, về sau gặp phải mấy con chim phong lôi có thể so với kim đan đại viên mãn, bọn họ đã phải ra sức vật lộn. Nếu không phải trên người mặc giáp nhật nguyệt càn khôn, Dương Bách Xuyên tin chắc, hắn sớm đã bị đám chim phong lôi này đánh bay rồi. Cũng may chân khí trong cơ thể hắn đủ để ứng phó với chim phong lôi thực lực tương đương kim đan đại viên mãn, mặc dù chịu thiệt nhưng cũng không tới mức bị thương nặng. Nhưng hắn biết nếu còn kéo dài như vậy, đánh thua cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Trong lòng sốt ruột, hắn vung kiếm đồ long trong tay, tay phải phát huy sức mạnh to lớn, sau khi phóng ra ngoài, chỉ cần là chim phong lôi cấp bậc kim đan đại viên mãn thì đều có thể bị hắn chém giết hoặc là bị thương nặng. Sau một hồi liều mạng chém giết, Dương Bách Xuyên đã có thêm nhận thức về thực lực tu vi của mình, giờ phút này, hắn có thể đối mặt với kim đan đại viên mãn mà không bại. Chiêm chiếp đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết, vẻ mặt của Dương Bách Xuyên và Lão Tần bỗng thay đổi, tiếng kêu có thể so với chim phong lôi đại viên mãn. Vốn dĩ bên cạnh bọn họ đã có 2 con chim phong lôi đại viên mãn, bây giờ lại có thêm 2 con nữa, lần này rất khó ứng phó. Tên khốn Dương Bách Xuyên, mau áp sát lại đây. Cuối cùng, Diệp Vô Tâm cũng dẫn theo 6 hộ vệ giết xông vào, sau khi khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn 6 mét, nàng hô to về phía Dương Bách Xuyên. Roi thiên diệp trong tay như có ánh sáng màu xanh lá cây rực rỡ vung lên trong không trung, ngay cả chim phong lôi thực lực ngang kim đan đại viên mãn đều phải toàn thân bốc khói. Chính vì có roi thiên diệp mà Diệp Vô Tâm mới dám hạ quyết tâm quay lại cứu Dương Bách Xuyên, roi thiên diệp trong tay nàng không phải là pháp khí tầm thường. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng mắng chửi của Diệp Vô Tâm, trong lòng hắn rất cảm động, cũng nâng cao tinh thần, chuẩn bị cùng Lão Tần dựa sát tới chỗ Diệp Vô Tâm.
Nhưng đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng răng rắc. Rắc rắc, a à, là lôi điện. Dương Bách Xuyên không xa lạ gì, bản thân hắn có thể khống chế được lôi điện chi lực, chỉ là lúc trước vẫn luôn không ngừng chém giết, vì vậy mới không để ý tới, cũng không biết tia lôi điện có tác dụng với chim phong lôi hay không. Hơn nữa bầy chim vây quanh bọn họ là chim cái, thiên phú của chim cái là phong đao, chỉ có chim đực là lôi điện. Trong chiến trường giữa không trung, hắn vẫn không chú ý tới, hiện tại mới phát hiện, rất ít chim đực có thể phun ra lôi điện, hơn nửa là phong đao của chim cái. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với tia lôi điện này, cũng chính là đòn công kích của hai con chim phong lôi cấp đại viên mãn đang ở phía sau hắn và lão Tần. Lôi điện bổ lên người Dương Bách Xuyên đang mặc giáp nhật nguyệt càn khôn hộ thân, ngược lại không có việc gì, sau khi vận công thuật khống lôi đã hóa giải không còn một mảnh, cấp bậc của lôi điện này kém xa với lôi điện của thiên kiếp, căn bản không thể ảnh hưởng được tới hắn. Nhưng lão Tần lại không may mắn như vậy, lão bị lôi điện bổ trúng kêu la thảm thiết, toàn thân run rẩy, suýt chút nữa đã cắm đầu lao xuống. Một tay Dương Bách Xuyên đỡ lấy lão Tần, tâm khẽ động thi triển thuật khống lôi trực tiếp xoay quanh kiếm đồ long, cơ thể hắn vẫn còn sót lại sức mạnh lôi điện trong lúc độ thiên kiếp. Đột nhiên, một kiếm chém xuống, rắc 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 chiêm chiếp xuất hiện một màn khiến hắn ngây người, không ngờ sau khi hắn điều động lôi điện trong cơ thể, bổ xuống một kiếm. Bầy phong điểu đang vây quanh kêu la từng tiếng thảm thiết, cả một mảng lớn rơi xuống đất. Phong điểu xung quanh cũng kêu lên đầy hoảng sợ, bay tán loạn. Ngây ra một lúc, Dương Bách Xuyên mừng rỡ, chưa bao giờ nghĩ tới chim phong lôi danh xưng là phong lôi lại đi sợ lôi điện. Cái này không khác gì nút chết trời sinh, thầy thuốc nói y khó tự chủ, cũng giống như việc thầy tướng số không tự xem được cho mình. Chim phong lôi được xưng là phong lôi, thiên phú công kích cũng là lôi điện chi lực, nhưng không nghĩ tới lôi điện cũng chính là điểm chí mạng nhất của nó. Đương nhiên bị kiếm đồ long gây thương tích chủ yếu là chim có tự tính phong, về phần chim lôi, thứ nhất là số lượng ít, thứ hai là cách đó không xa, chim được cấp bậc ngang với kim đan đại viên mãn không hề bị ảnh hưởng. Nhưng cho dù như thế nào, thì triển thuật khống lôi đã thu hoạch được hiệu quả, chung quy thì đây vẫn là chuyện tốt. Dương Bách Xuyên giống như là gấu mù nếm được mật ngọt, hắn bắt đầu công kích lần hai. Sau khi kiếm thứ hai được chém xuống, chim phong lôi không ngừng kêu lên, rơi rụng từng mảng lớn, những con không bị liên lụy cũng biết sự lợi hại của Dương Bách Xuyên, chúng lần lượt trốn chạy khắp nơi. Chớp mắt, Dương Bách Xuyên đã mang theo lão Tần giết tới cạnh Diệp Vô Tâm. Diệp Vô Tâm và 6 người hộ vệ sớm đã bị thủ đoạn của Dương Bách Xuyên dọa cho ngây người, không ngờ lại có người điều khiển được sức mạnh lôi điện. Hơn nữa hiệu quả còn vô cùng sắc bén, điều này khiến cho 6 hộ vệ của Diệp Vô Tâm phải nhìn Dương Bách Xuyên bằng một con mắt khác. Chẳng trách tiểu thư lại cứ khăng khăng muốn cứu Dương Bách Xuyên, hóa ra là vị Dương đại công tử này không hề tầm thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.